cũng chánh biển tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết đạt trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Tiếp đến, chúng con kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng dẫn nhập bài tháp pháp thoại ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh ngài. Bây giờ con thấy thượng tọa Tự Siêu trên đã vào, con kính cung thỉnh ngài Thượng tọa Tệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư thành phần đệ tử Phật. Kính chào thượng tọa Giác Đẳng cùng chư tôn đức. Thân chào tất cả quý Phật tử. Ở trong bài kinh hôm nay chúng ta học về một bài kinh mà vị chư thiên vị trời đã nói với Đức Phật với cái ám ngữ chỉ cho cái thân quyết trực này làm sao vượt thoát được thì từ ở đó Đức Phật đã dạy cho nghe một bài học đơn giản nhưng mà khó trong giây lát để thành tựu được. Cắt đứt dây cột cấu dục tham và quấy ác bưng cội rễ khát ái anh nên làm như vậy thì thưa quý vị thường ở trong kinh Tương Ưng ở phẩm chư thiên thì chúng ta sẽ gặp những cái bài kinh ngắn gọn xúc tích chỉ với một cái bài kệ của vị trời và một bài kệ của Đức Thế Tôn
Chính điều này chúng ta cần phải đọc thêm các phần chú giải để chúng ta mới có thể hiểu được trọn vẹn cái ý của bài kệ. Hôm nay thì được biết là Thượng tọa Tuệ Quyền gặp trục trặc về đường internet đang sửa chữa nên không có vào trong được. Và được biết sẽ vào trễ chút. Vậy thì bây giờ xin mời cô Huy Xuân đọc cho bài học. Sau đó xin cô Tỉnh Thượng tọa Giác Đẳng giảng cho phần đầu của bài học hôm nay. Xin Thượng tọa Giác Đẳng điều khiết cho Thượng tọa Tuệ Quyền. Xin mời quý Xuân. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Tệ Siêu. Con xin đọc chánh kinh. Bài học hôm nay giáo trình kinh Tương Ưng Sanjutta Nikaya. Chương 1 Tương Ưng Chư Thiên Phẩm Kiếm. Bài 9 Kinh Bốn Bánh Xe Chá Tú Chắc Cá Xuất Tăng. Chán đời nhưng biết làm chi đây? Không phải ai trong cuộc đời cũng không thấy được cái đáng chán của cuộc sống. Một số biết vậy, nhưng chắc chẳng biết phải làm gì. Trong bài kinh này, một vị thiên đã nói lên mặt thật của cuộc sống, nhưng không làm gì khác hơn vì vốn không biết phải làm gì. Đức Phật dạy rõ, chán ghét không có nghĩa, không dính mắc, nghe mâu thuẫn nhưng kỳ thực, chúng sanh thường tình là vậy. Khổ thời biết khổ, mê thời vẫn mê. Vấn đề không phải là sự đáng nhàm, đáng chán của cuộc sống, mà chính là ở chỗ sự khao khát muôn thuở với nhiều hình, nhiều dạng thức, ý muốn, tham chấp, cố đạt được, bất chấp thủ đoạn, ác. Kinh văn, nhân duyên ở Sawatthi đứng một bên. Vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Vị thiên, bốn bánh xe chín cửa, đầy uế hệ lụy tham, chìm đắm trong bùn nhơ, ôi thưa bậc đại hùng, sanh thú người như vậy tương lai sẽ thế nào? Bản hiệu xe bốn bánh chín cửa, đầy uế hệ lụy tham, sanh ra từ ao tù, ôi thưa bậc đại hùng, vượt thoát bằng cách nào? Thế Tôn, cắt hỷ và buộc ràng, giam dục tham và tà ác, ái căn được đoạn tận, sanh thú sẽ như vậy, bản hiệu đính. Cắt đứt dây cột trói, dục tham và ác quấy, bứng cột rễ khát ái, hãy nên làm như vậy. Thích văn, chắc tư chắc cá, bốn bánh xe, ná quá, đô qua, rá, chín cửa, bún ná, chứa đầy, đầy ắp, lô phế ná, sang dút tăng, kết cấu với tham ái, pan cá, cha tá, sanh ra từ bùn nhơ, sanh ra từ ao tù,
Mahavira, ôi đấng đại hùng. Cá thăng gia tra pha quý sát ti tí, nên làm thế nào? Chết toa sau khi cắt đứt nát thí dây trói, quá rát tá dây cổ, ít cha nước muốn ước muốn, lố phá tham lam, ba bắt cá điều ác, xá mu lăng với cội rễ, tán há má bu gia há bứng nhổ khát ái, ế quan gia tra pha quý sách ti tí, hãy làm như vậy. Thích nghĩa: nhiều chi còn được giải thích từ sớ giải trong bài kinh này. Xe bốn bánh chín cửa chỉ cho sát thân với bốn tư thế đi đứng nằm ngồi, và cửu khiếu hai mắt hai tai hai mũi miệng đường tiểu đường đại, chứa đầy chỉ cho 32 thể trược, tóc lông móng răng da vân vân, tương hợp với tham ái chỉ cho sự dính mắc đối với thân, sanh ra từ bùn nhơ ao tù chỉ cho tấm thân ra từ thai bào, dây trói chỉ chi chấp thủ upadana, dây cột chỉ cho những dính mắc bên cạnh chấp thủ như ước muốn, điều ác chỉ cho sở hành sai quấy do lòng tham. Dịch giả: Hòa thượng Thích Minh Châu, biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng. Và thưa, bài phần nội dung chánh kinh đây đã kết thúc. Chúng con cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải bài nội dung bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Nam Mô Bụt Thầy Giả. Kính đề lệ Thầy Cơ Sư và đề lệ Chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, khi chúng ta học về Tứ Diệu Đế, là bốn sự thật, và những sự thật này được xem như là sự thật cao siêu, mầu nhiệm, và là nền tảng của giáo lý của Đức Phật, thì chúng ta không phải chỉ học đó đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, tức là sự khổ, nhân sinh khổ, sự diệt khổ, con đường đưa khổ, mà chúng ta học tới ba luân 12 điểm. Ví dụ như khổ đế, đây là khổ đế. Khổ đế cần được biết. Khổ đế đã được biết. Thì chúng ta ra mặt mũi của khổ đế, và biết phải làm gì đối với khổ đế, và biết rằng mình đã làm được việc đó. Tức là trong ba cái công đoạn học, pháp hành, pháp thành. Và có một điều là tứ đế, mặc dù không được nói trong bài học ngày hôm nay, nhưng mà lại có cái liên hệ rất là mật thiết. Đó là cái thái độ chung của chúng ta đó, thường là chúng ta biết về, chúng ta có cái thái độ đối với khổ đế, nhưng mà chúng ta lại không có quan tâm nhiều đến tập đế. Nói cách khác là chúng ta phiền hà, chúng ta khó chịu, chúng ta phản ứng đối với khổ đế, nhưng mà chúng ta không chịu nhìn vào tập đế và có một thái độ chân sát đối với tập đế. Tức là người ta nói rằng, những cái ngôn ngữ của thế giới ngày hôm nay, người ta nói rằng chúng ta chỉ nhìn vào hiện tượng chứ không nhìn vào bản chất. Nhưng mà cái thói quen của chúng ta là chúng ta chỉ nhìn cái mặt nổi ở bên ngoài, mà chúng ta không nhìn được cái sâu xa ở bên trong. Trong bài kệ của vị
thiên trình bày với Đức Phật á, thì vị này nói lên một hình ảnh. Hình ảnh này thật ra thì không phải là điều xa lạ, đó là hình ảnh rất thật và cũng rất là rõ ràng về đời sống của con người. Nhưng mà rồi hình ảnh đó nó chỉ nói lên một điểm thôi, chúng ta phải tạm gọi là nói về khổ. Nhưng mà không nói đến cái nguyên nhân sinh khổ. Và dĩ nhiên là vị này cũng không thể vì không biết được nguyên, không nhìn cái nguyên nhân sinh khổ, thì vị này lại không có hiểu được thế nào là con đường thoát khổ. Thành đã nêu lên câu hỏi Đức Phật về con đường thoát khổ. Sự khổ mà vị này nói ở đây đó, nó không phải là cái khổ nó một cách sâu sắc như là ở trong nhiều trường hợp khác Đức Phật dạy về cái khổ khổ hoại khổ vân vân, mà cái khổ ở đây đơn giản là chúng ta sinh ra nhìn một cách thẳng trực tiếp thì mỗi con người của chúng ta thứ nhất là nó có bốn quay nghi. Chỉ quay nghi ở đây là chỉ cổ thôi, chứ ngày hôm nay chúng ta dùng cái chữ đúng là chữ tư thế của thân. Thì là đi đứng ngồi đọc như chữ, ở đây dùng xe bốn bánh, bốn bánh của xe. Nhưng mà ở đây có cái hàm nghĩa là sự vận chuyển liên tục. Chúng tôi nhớ rằng có vài khóa thiền chúng tôi tham dự với ngài Kim Triệu đó, thì ngài có nói một điều rất cũng rất là thú vị. Ngài nói rằng khi mà mình hành tứ niệm xứ đó, mình niệm bốn mươi ghi, mình sẽ thấy rằng chúng ta luôn luôn chạy trốn cái khổ. Thí dụ mình ngồi hồi mình chán quá thì mình đứng dậy và nằm xuống, nằm thời gian rồi chán quá ngồi dậy rồi đi. Thì như vậy trong cái bốn cái tư thế, đúng là ở trong kinh gọi là đại quay di hay đại tư thế, là đi đứng ngồi nằm. Thì thưa quý vị, mình thấy nó không có cái gì hết, nó là cái gì tự nhiên. Nhưng mà chúng ta để hành thiền và để chúng ta chú ý thì nó luôn luôn là một sự thay đổi. Sự thay đổi này đó, nó giúp chúng ta đi trốn cái khổ. Nghe nói đi trốn cái khổ thì mình đâu phải con nợ đâu mà đi trốn. Nhưng mà kỳ thật là nếu chúng ta ngồi lâu quá mình chán là mình lại đâm muốn đi. Đi hồi mỗi chân thì mình muốn ngồi. Và chỉ nếu chúng ta sống thường xuyên bằng chánh niệm, bằng sự tỉnh táo, thì chúng ta thấy rằng bốn cái tư thế đó, đi đứng ngồi nằm đó, nó không đơn giản chỉ là tư thế, mà thật ra nó là một sự thay đổi tất yếu, một sự thay đổi cần thiết. Và sự thay đổi nó phải thay đổi. Nếu chúng ta cứ nằm hoài, ngồi hoài, đứng hoài, đi hoài đó, thì không ai cho chúng ta chịu nổi cái điều này. Trở đây thưa quý vị, bánh xe là gì? Bánh xe tức là cái gì khiến chiếc xe được vận hành từ nơi này sang nơi khác một cách trơn tru. Người ta nói rằng bánh xe là một trong những cái sáng kiến quan trọng của nhân loại. Như sự bánh xe đó tượng trưng cho sự vận hành, sự luân chuyển. Thì cái thân của chúng ta nó không có nằm yên. Với bốn cái tư thế đi đứng ngồi nằm rồi, hay gọi là xe bốn bánh. Chính cửa, chúng tôi nhớ hồi lúc vào bên Mỹ đó, đi mua xe thường là có người thích xe hai cửa, có người xe bốn cửa. Xe hai cửa thường là có
cửa bên tài xế, muốn đi vào cửa sau là phải bật cái ghế xuống chui cửa sau. Những người lớn tuổi của gia đình đó, thì họ là thích đi xe bốn cửa, và những người mà trẻ thích thể thao đi xe hai cửa. Nhưng cái cửa xe thì cửa bên phải, bên trái, bên trước, cửa sau nó vô thưởng vô phạt. Nhưng mà thân người chúng ta có cửu khiếu. Ở cửu khiếu đó là hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi là sáu, miệng là bảy. Đường đại tiện, đường tiểu tiện của chúng ta là chính. Ở trong những chính cái cửa đó, đó thì thật ra nó khác nhau lắm. Cái dùng nó khác nhau. Nhưng mà có một điều là có rất nhiều cái bất tịnh từ trong người nó đi ra từ cửu khiếu. Chúng ta phải hiểu như vậy. Cho dù đó là nước mắt, cho dù cái đó là những cái cái ở trong lỗ tai của chúng ta, hay nước mũi, v.v. Thì chiếc xe mà bốn bánh và chín cửa đó, nó lại là một cái mô tả về cái tính cách là bất toàn, bất tịnh, bất mỹ của thân này. Chúng tôi không biết là có Phật tử nào mà ở trong room mà đã từng qua Mỹ vài chục năm trước đây, thời đó đó, một cái tình trạng chung của nhiều chiếc xe, và đặc biệt là những chiếc xe sản xuất ở Mỹ đó, là cái máy này chạy nhất lắm. Mình đậu xe trong parking thì không, bây giờ lâu lâu chúng tôi đi bộ xuống sân chùa, chúng tôi nhìn những cái chỗ mà đậu xe ở trong nội viên chùa đó, thì chúng tôi là người biết rất là rõ, cảm nhận rất là rõ, là ngày xưa về những parking như vậy, thứ ở dưới nó loang lỗ là nhất, đa số xe đều chạy nhất. Bây giờ thì parking rất là sạch, mặc dù có rất nhiều xe đậu, và thậm chí đậu rất lâu, có những chỗ mà chúng tôi đậu xe cả mười mấy ngày không đi đi nữa, nó không chạy nhất. Thì thật ra cái kỹ thuật làm xe bây giờ nó tiến bộ lắm, nhưng xưa thì nó chạy nhất. Thì thật ra cái máy mà chạy nhất á, nó chỉ có cái dơ và phiền, nhưng cái dơ phiền đó nó không bằng những cái thứ nó tiết ra từ điều chính cái cửa, điều chính cửa từ cửu khiếu của chúng ta. Xe bốn bánh chính cửa. Và đây vị thiên dùng cái chữ mà trong sứ giải cũng giải thích rất là thú vị, gọi là Punda. Punda, chúng ta nhớ chữ N có hai chấm giữa, chấm dưới. Punda là cái gì? Đầy ấp. Đầy ấp. Thì trong sứ giải nó là đầy ấp, ở đây chỉ cho cái thân của chúng ta một cái bao mà chứa đầy những vật bất tịnh, chứa đầy ấp những vật bất tịnh: tóc, lông, bóng, răng, da, thịt, xương, gân, tủy, quanh cách mô, dạ dày, lá lách, mật đàm, mũ máu, mỡ mồ hôi, nước mắt, nước tiểu, vân vân. Nghĩa là những thứ chúng ta gọi là thể trược. Dạ, thì bọc chứa đây. Khi nào mà chúng ta đụng nhẹ cái gì mà nó rách da chút xíu thì máu trong người chảy ra, rồi nó bị nhiễm trùng làm mũ. Nói chung là ở một cái góc nhìn nào khác á, thì cái da rất là mỏng của chúng ta có vốn là một cái bao bì, và bao bì đã được những vật bất tịnh. Và rồi thưa quý vị, chẳng những vậy, vậy mà nó lại là một cái sự tương hợp, một cái sự cấu kết với tham ái. Cái ái chấp, ái luyến đối với thân hầu như là nó gắn liền với mọi cơ phận ở trong đời sống của chúng ta. Hầu như lấy ví dụ như là cái dáng chúng ta đi, cái màu da, rồi đôi mắt, mũi, người ta bỏ ra rất là nhiều tiền để giải phẫu thẩm mỹ, người ta bỏ ra bao nhiêu cái công sức để tô điểm, chăm sóc những cái đẹp ở trên người của mình. Chúng ta thấy hình ảnh rất là tương phản. Tương phản là trong cái
khổ đau, trong cái bất tịnh, trong cái phiền hà, thì chúng ta lại rất là đặc biệt ái chấp, đặc biệt rất là chấp thủ đối với nó. Thì điều này kể ra cũng là một cái chuyện mà chúng ta gọi là quái vong, hay là một cái nghịch lý ở trong đời sống. Chúng sanh ở đời rất là khó, rất là khó hiểu. Nhưng mà nó vậy đó. Dạ. Và rồi thưa quý vị, ở trong bài kinh này có một cái chữ mà gọi là Banh Cá Cha Tăng. Dạ, Banh Cá Cha Tăng. Trong bản dịch của chúng ta là chìm trong bùn nhơ. Nhưng mà đúng ra Banh Cá Cha Tăng là Banh Cá Cha Tăng là sanh ra từ bùn nhơ, sanh ra từ ao tù. Chúng ta nói như vậy là không phải thân của chúng ta chỉ bất tịnh không, mà khi chúng ta xem những phim tài liệu hay nghe những mô tả về cái thai nhi nằm ở trong thai bào, thì thưa quý vị, do cái tự nhiên khi chúng ta ở trong thai bào thì thế giới đó là thế giới của máu, của những cái dung dịch, của những thứ mà thật ra nếu nó không có, nếu không có một sự trau chuốt về văn vẽ đó, thì đúng là ở trong đó là một cái ao tù, một cái nơi đầm lầy. Dĩ nhiên là có người được sanh làm người, sanh ra trong thai bào với tình thương của mẹ thì nghe rất là hay, nhưng mà thật ra khi chúng ta còn là một thai nhi nằm trong thai bào thì nó không có đẹp, nó không có mọi thứ mà nó thanh tịnh như là chúng ta nghĩ. Thì cái ao tù hay là những cái chúng mà bùng nhơ đó tượng trưng cho cái thai bào, mà khi chúng ta còn là một thai nhi mình sanh ra từ đó. Dạ. Tức là bây giờ nó đã bất tịnh rồi, mà cái xuất phát của chúng ta, khởi đầu cuộc sống của chúng ta thì nó cũng bất tịnh như vậy. Và thưa quý vị, vị thiên này đã hỏi Đức Phật: ôi thưa bậc đại hùng, vượt thoát bằng cách nào? Bây giờ nói về cái khổ, nói về cái mặt trái của cuộc sống, nói về những điều mà chúng ta không thích ấy, thì thật ra những điều vị thiên nói đó, một cái người đó có ý thức một chút, một người có hiểu biết một chút thì cũng có thể hiểu, có thể biết như vậy. Dạ, không có cần phải nói học Phật pháp cao xa, không có cần phải đi điều chúng ta nói về thai nhi ở trong thai bào, chúng ta nói về cửu khiếu, chúng ta nói về cái sự thay đổi đi đứng nằm ngồi ở trong cuộc sống của chúng ta nói về những cái thể trược tóc lông móng răng da, như chúng ta nói chuyện nãy giờ cũng đã quá đủ để chúng ta thấy rằng quả thật là cái thân của chúng ta nó là một cái vật bất tịnh, sinh ra từ chỗ bất tịnh và nó tồn tại trong điều kiện bất tịnh, và khi nó lão hóa, ngày hôm qua chúng tôi đi tụng kinh đám tang của một Phật tử mà chúng tôi quen cũng rất là lâu, thì bởi vì Phật tử đó gia đình đó tương đối là giao thiệp rộng, do đó có nhiều người đến để dự tang lễ, mà những người đó chúng tôi cũng quen biết mấy mươi năm về trước. Phần lớn thì thưa quý vị đã già, rất già, tóc bạc trắng trên đầu và đi đã chậm chạp lắm, đã lùm cụm lắm, nó khác hẳn với những hình ảnh 30-40 năm về trước mà chúng tôi gặp hay là chúng tôi mới về Houston. Điều đó cũng nhắc chúng ta thấy rằng không phải là
ngay trong cái thời khắc hiện tại mà con người sống là bất tịnh, là hệ lụy. Mà cái điểm đến, cái tương lai chắc chắn rằng nếu chúng ta có sống thọ, sống lâu, thì khi mà chúng ta bị già đi, bị lão hóa, thì nó từ cái chỗ xấu đến chỗ tệ hơn, từ bất tịnh đi đến bất tịnh, chứ nó có gì khác hết. Thì vị thiên ý thức được điều này trong cái lời nói của mình, nên vị thiên đã hỏi một câu mà rất là chí thiết: ôi thưa bậc đại hùng, làm sao để thoát khổ? Biết Thế Tôn là vị đã kinh qua con đường tu tập dài và hùng tâm đại lực, ngài là nơi quy ngưỡng của nhân thiên. Và vị này hỏi câu, hỏi câu là cuộc sống đáng nhàm như vậy, đáng chán như vậy, thì làm sao để vượt thoát? Một ngày nào đó chính chúng ta chán ngấy với cái thân của mình, chúng ta chán ngấy với những cái hệ lụy trong cuộc sống của mình, chúng ta chán ngấy với cái mặt cái, mặt thật của cuộc sống của mình. Nhưng mà chúng ta đừng nói mình chán rồi mình có thể đi được đâu. Đừng nói chúng ta chán rồi chúng ta bỏ được đâu. Đừng nói chúng ta chán rồi có nghĩa là chúng ta không tha thiết nữa rồi mình hết chuyện. Xong chuyện, không phải vậy. Nó, chúng ta chán là chúng ta cũng phải lê lết với nó. Phải lê lết tháng ngày với nó. Chúng tôi nhớ hồi khi mà chúng tôi còn nhỏ ở Long Thành, chúng tôi ở chùa gọi là chùa Thiền Quang, sau này gọi là Thiền Quang Một. Thưa quý vị, gần chùa có một cái đình, một cái anh đó không trẻ lắm, cũng không già lắm, khoảng ba mấy tuổi, mà có năm đứa con, chúng tôi gọi là nheo nhóc. Người vợ thì bệnh, năm đứa con thì dơ dái nheo nhóc lết hết. Bản thân của anh đó thì anh sống nhờ cái chuyện là đi chặt củi, mà gọi là chặt củi lậu. Ở thời đó là thời mà ngăn sông cấm chợ đó, những người nghèo quá họ vô rừng rồi họ chặt củi, rồi họ phải trốn công an, họ đi qua một cái quãng đường lèo lách chỗ này chỗ rồi đem ra bán. Thì lúc đó khó khăn, gạo châu củ quế rồi bán cũng có tiền, nhưng mà vất vả lắm, mệt mỏi lắm, và đồng tiền về thì không bao nhiêu hết. Thì có lần chúng tôi nghe anh nói chuyện với sư cả Thiền Pháp, trụ trì chùa Thiền Quang, anh nói rằng cái giờ phút mà con cảm thấy rằng hạnh phúc bây giờ không phải là vợ, không phải là con, không phải là cuộc sống của mình, mà giờ phút chạy qua đây ở trong cái sân chùa, rồi nếu được phép hút một điếu thuốc, lúc đó thấy là hạnh phúc đời sống hàng ngày, từ sáng tới chiều nó mệt mỏi lắm sư. Anh không cần nói nhiều thì chúng tôi cũng có thể cảm nhận được, là chúng tôi đã từng mang đồ sang nhà anh theo lời của sư cả hay sư trưởng để cho, để giúp gia đình, nhưng mà nó khổ lắm. Dạ, lúc đó thì đời sống của anh á, nội cái mưu sinh nó đã cực nhọc rồi, mới biết còn có một chiếc xe thồ chở đầy củi như vậy. Bản thân của anh á, thì cũng nay bệnh mai đau, dầm mưa dãi nắng mà cũng phải đi chặt củi, đi đốn củi, trốn công an, rồi nhưng mà nhìn cái cảnh trong gia đình, vợ nó, năm đứa con thì thật sự nó có gì hạnh phúc rồi. Nhưng mà thật sự thoát không khỏi. Đó là cái chuyện ở bên ngoài thôi. Còn riêng với chúng ta, chúng ta sinh ra đời với tấm thân này. Ở đây chúng tôi không nói bi quan, nhưng mà chúng ta nói về cái cảnh rất thật cuộc sống. Thì cái thân này mặc dù nó thường đi chung với cái ái, đi chung với cái tham luyến đối với thân, nhưng nếu chúng ta nhìn cho kỹ thì thưa quý vị, cái thân của chúng ta nó không có khác gì là một chiếc xe mà nó hay bị chảy nhớt. Chiếc xe của Mỹ mà sản xuất cách đây mấy mươi năm về trước, nó trục trặc đủ thứ hết, giống như những xe Chevette, Vega thì nó hay bị chảy nhớt, hay bị bể máy vậy đó, tức là nó hư liên tục. Cái thân của chúng ta thì phải bảo dưỡng nhiều lắm. Có lần chúng tôi nghe ngài Hòa Thượng Hộ Giác, ngài ngồi ngài nói chuyện, ngài nói rằng nếu mà mình tính cho kỹ là cái thân của mình chỉ cần một ngày mà không có bảo trì thôi thì nó đã hôi thế nào rồi. Chiếc xe có khi mình chạy 3-4 ngàn mai mới đi thấy vớt, mới bảo trì một lần, nhưng mà cái thân của chúng ta, quý vị tưởng tượng đừng có gì ngày này qua ngày kia, hôm trước hôm sau,
từ sáng tới chiều mà chúng ta không tắm, đi ngủ thì nó cũng có buồn, cũng có mùi nữa. Như vậy nếu chúng ta nghĩ kỹ thì thật sự là nó đáng nhàm, đáng chán lắm. Nhưng mà chúng ta không nhàm chán chuyện đó, chúng ta không nhàm chán tất cả điều đó đó, nếu là đều là những gì mà cái sự tham luyến của chúng ta bám víu vào. Tăng Samyuktang là tương ưng, hay là hòa với, hay là hiệp giới, hay là tương hợp. Dạ, đó đều đi chung cả. Đó là cái kinh lý của chúng ta trong đời sống. Tại vì trời hỏi làm sao để thoát. Thưa quý vị, câu trả lời của Đức Phật là Ngài khuyên chúng ta nên đặt lại vấn đề. Khổ đó thì thật sự là khổ đó, nhưng mà để hành động, để giải quyết ấy, thì chúng ta phải biết dịch vào cái nguyên nhân khổ. Và cái nguyên nhân khổ đó nó nằm ở đâu? Nó nguyên nhân khổ nó nằm ở ái dục. Và cái ái ở đây được nói đến hai cái hình thức. Ở trong bản sớ giải đó thì nói được cái hình thức mà nặng á. Dạ. Và ở đây chúng tôi thật ra chúng tôi tạm dịch thôi, gọi là dây trói. Dạ, dây trói. Cái dây trói ở đây là gọi là nát trí. Và dây cột gọi là varak đó. Dạ. Chúng ta mà nếu mà chúng ta nói là dây buộc và dây ràng á, cái dây ràng hay dây cột thì nó nhỏ hơn, nó mảnh hơn, còn cái dây trói thì nó là dây lớn, giống như mình cột cái gì mình cột có dây thật là chắc và có cái gì nó nhẹ hơn. Thì cái nát trí và dây trói ở đây chỉ cho thủ upadana. Dạ, upadana thủ. Ví dụ như là mình thấy cái gì đó mình thích thì cái thích đó đó nó là ái, nhưng mà cương quyết phải đạt được điều đó, cương quyết phải làm cái gì đó, làm sao mình có được, mình gọi là bây giờ tiếng Việt Nam mình có cái chuyện cũng rất là thú vị để chúng ta nói về chữ thủ, là chữ kết. Chữ kết đây là một cách nói thông tục, nói ở bên ngoài đó. Ví dụ như là mình thấy ai đó, mình thấy người nào đó mà thật sự là mình rất là thích cái chịu, rồi mình kết người đó. Kết ở đây, cái chữ kết thì nó giống chữ vậy đó. Dạ, thủ là một cái sự bám víu, chấp thủ. Chữ icha ở đây là ước muốn. Dạ, cái ước muốn này nó là cái gì nhẹ nhàng, cái gì mà nó là biểu hiện ở bên ngoài. Chúng tôi tạm gọi là ở trong cuộc sống. Tại sao mà mình có những ước muốn? Cái ước muốn nó đến từ cái sự không thỏa mãn hoàn toàn. Nếu mà trong cuộc đời của chúng ta mà có cái gì đó mà chúng ta thỏa mãn hoàn toàn thì chúng ta không có ước muốn được. Chúng tôi lấy ví dụ là hồi chúng tôi mới về Houston lập chùa đó, thì thật ra cái cơ sở hiện tại chùa Pháp Luân đó, đó là cái địa điểm thứ ba. Đầu tiên ở trên đường Mô Lai thì chúng tôi, ở đường Mô Linh thì chúng tôi thuê, cái đó không kể. Nhưng mà cái địa điểm thứ hai là ở đường Caroline, thì thật ra nó là một cái chung cư có bốn cái đơn vị gia cư, bốn đích, và chúng tôi nhập lại để thành cái chùa. Nhưng mà nó không có cái nào ra cái nào hết. Chánh điện cũng không rộng, mà nhà bếp cũng rộng, mà tăng xá cũng rộng. Và lúc đó thì khi mà lái xe đi đâu mà thấy chỗ nào họ để cho bán thì thường thường vào thử được có chỗ thích hợp để làm chùa. Thì đó các chùa nó cũng là chuyện khó khăn, thứ các chùa khó khăn lắm. Dạ, nên chúng tôi nhớ rằng khi mà mình có cái muốn
Dạ, mình muốn cái gì đó ở tương lai, muốn cái này kia đó, là do cái hiện tại mình không bằng lòng. Một khi hiện tại mình bằng lòng rồi thì không muốn nữa. Dạ. Một điều này chúng ta ít để ý trong cuộc sống đó, là tại sao chúng ta nghe trong kinh Đức Phật nhiều những người là thiểu dục. Dạ, thiểu dục là ít muốn. Ít muốn chỉ cho cái khả năng sống với hiện tại, bằng lòng với hiện tại, không có bất mãn với hiện tại. Nhưng mà mình muốn nhiều, muốn đủ thứ, muốn cái này, muốn cái kia, thì cái muốn đó đó nó không đơn thuần chỉ là ý muốn, mà nó chỉ cho cái bản chất là không bằng lòng với cái mình có, không có thỏa mãn với cái hiện tại. Nếu mình thỏa mãn hiện tại rồi, mình không đi tìm tìm cái mà mình không có. Thành ra trong cuộc đời mình lúc nào mà mình cứ muốn cái này, muốn cái kia, chụp cái này, bắt cái kia đó, đó là lúc mà chúng ta thực sự không có vui, không có bằng lòng. Chúng ta phải để ý về điểm này. Dạ, không để ý. Một con người mà sống càng ít muốn, mà một cách có hiểu biết á, thì là người bằng lòng với hiện tại, là người cảm thấy rằng không cần phải đi săn tìm cái này, đi lục lọi cái kia, đi có thêm cái nọ. Dạ, thành ra ở đây đó là cái ước muốn Icha đó, nó chỉ cho cái sự sự mong muốn, ước nguyện, ước nguyện cái này cái khác. Lô phá là tham lam. Dạ, tham lam là một cái trạng thái đậm hơn, mạnh hơn cái chữ Icha một chút. Và pa-pa-ka là điều ác. Sự ham muốn nó không dừng ở tại đó. Chúng ta thấy trong cuộc đời này, những cái chuyện mà tranh danh đoạt lợi, những cái chuyện mà chiếm hữu, bất chấp thủ đoạn. Khi mà chúng ta dùng cho bất chấp thủ đoạn, tức là nó chúng ta gọi là pa-pa là ác rồi đó. Dạ, pa-pa-ka. Dạ, pa-pa là ác. Ví dụ như là người ta quá muốn một cái địa vị, thì ta quá muốn bụi quyền lợi, sẵn sàng đập đổ người khác, sẵn sàng hy sinh tình nghĩa, sẵn sàng dẹp qua tất cả mọi thứ làm sao đạt đến điều đó, gọi là bất chấp thủ đoạn. Mà những người bất chấp thủ đoạn là những người rất là ác. Dạ, những người rất là ác rồi bất chấp thủ đoạn. Và Đức Phật Ngài cũng đưa ra cái hình ảnh gọi là Tanha và Piha, tức là nhổ lên, bứng lên ái. Mà khi Ngài nói nhổ lên, bứng lên thì điều đó nó tương tự như là chúng ta nhổ cỏ hay là chúng ta nhổ cái cây gì, chúng ta nhổ lên thì chúng ta phải có khả năng nhổ lên chẳng những cái gốc rễ, rễ cái mà rễ con. Ở đây Samu Lăng là cái cội rễ, gốc rễ. Dạ. Giống như là ở tại Houston có một loại hoa dại gọi là cái giả quỳ. Dạ, quý vị biết giả quỳ đó. Giả quỳ nó có hoa cũng đẹp, nhưng mà nó lại là một thứ hoa rất là khó diệt. Dạ. Nhiều khi mình chặt rồi, mình nhổ lên rồi, thì vài bữa mình thấy nó mọc lên rất là tốt, tại vì nó có rễ ở dưới. Thì cái ái nó không có đơn giản là một, không đơn giản là cái gì mình thấy, không đơn giản là cái gì mà mình đưa ngón tay mình chỉ thẳng vào, mà nó có nhiều dây mơ rễ má lắm. Dạ, nó đủ thứ dây mơ rễ má, nó rằng đồ này đồ kia. Chúng tôi nhớ là ngay khi mà thí dụ như chúng tôi sinh hoạt ở trong lớp Phật Pháp Buddha Dhamma này, mỗi lần mà có những sự thay đổi thì chúng tôi biết có một số các vị làm việc ở trong room thì cảm thấy cũng tiếc cái cũ. Tại vì sao vậy? Nó không phải chỉ là chuyện đó, mà nó còn có dây mơ rễ má nhiều thứ nữa. Và nó liên hệ cái này, nó liên hệ cái kia. Mình thay đổi là kiểu như cảm thấy mình cắt đứt cái cũ, mình cảm thấy tiếc quá. Nhưng mà kỳ thì chúng ta nên hiểu một cái đặc biệt của cái gọi là ái đó, là nó không phải chỉ có cái rễ cái, mà nó còn có nhiều rễ con, rồi rễ bàng, nó tỏa ra khắp nơi. Thành như vậy nó mới gọi là gốc và rễ. Và dĩ nhiên là có một số cây nó chỉ có rễ cái đơn thuần thôi, nhưng mà đa phần là chúng ta nói là rễ con, rễ cái, rễ
Để tu tố ra nhiều nơi. Ở đây Đức Phật Ngài dùng cái chữ Samulang, tức là bứng lên với cội rễ, chứ không phải chỉ xóa ở bên ngoài. Cái cội rễ ở đây, lấy ví dụ như là mình thích cái gì đó, thích một chiếc xe, thì cái chiếc xe nó chỉ là cái mặt ở bên ngoài thôi, cái mặt nổi bên ngoài thôi. Nhưng mà kỳ thật sâu sắc ở trong cái đó, nó là liên quan đến cái ngã, chấp ngã là đây là ta, là của ta, từ ngã của ta. Mình đi chiếc xe đó, mình cảm thấy mình hãnh diện, mình cảm thấy mình sung sướng. Là tại sao đi chiếc xe khác không sung sướng, xe này sung sướng? Tại chiếc xe này đã làm cho mình sang, này làm cho mình đẹp, thí dụ như vậy. Thì nó liên quan đến cái gọi là ta, là từ ngã của ta. Cái đó chúng ta gọi là cái cội rễ của ai. Ở trong đó có ba cái căn bản của Đức Phật, gọi là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Mình muốn tại vì nó khả ái, khả gọi là mình muốn. Nhưng mà cái đó nó đẹp, khả ái, khả ý, cái chỉ là dục ái thôi. Và chúng ta muốn xin cho chúng ta có cái này ở trong tương lai. Cái đó là hữu ái. Đó là hữu ái. Và có những trường hợp chúng ta tha thiết cái mà không có. Muốn như thế này, đừng như thế kia. Dĩ nhiên có nhiều khi chúng ta hiểu là thường kiến là đoạn kiến, nhưng mà chúng ta nhớ rằng ở trong đời sống nó không đơn giản những thường kiến và đoạn kiến, mà nó còn có hai thứ là muốn có và muốn không. Cái muốn có đó, muốn có gì, muốn sẽ có thế này đó, thì nó cũng là một vấn đề, mà muốn không như thế kia nó cũng là vấn đề. Thành ra chúng ta phải đặc biệt lưu ý về ái. Cái việc trở lại với câu chuyện của chúng ta, ở trong câu chuyện này đó là câu trả lời câu hỏi của vị thiên đó, nói lên một cái thực trạng của đời sống là tấm thân của chúng ta có cái nhu cầu phải thay đổi các quay nghi, các tư thế đi đứng ngồi nằm. Một cách khác, thân của chúng ta không yên, gọi là xe bốn bánh. Ngồi hoài cũng được, đi hoài cũng được, đứng hoài cũng được, nằm hoài cũng được. Cả đời của chúng ta, nếu chúng ta nghĩ cho kỹ thì bốn cái này nó thường bắt buộc chúng ta phải thay đổi. Nằm hoài cũng chán, rồi ngồi rồi chán, rồi đi rồi đứng, v.v. Đó là một cái sự lưng chuyển của kiếp người, của tấm thân này. Có cửu khiếu, tức là chính cái cửa, chính cửa này nếu chúng ta không chăm sóc kỹ thì nó tiết ra toàn là những thứ bất tịnh. Rồi chúng ta lại nói nó chứa đầy những cái thể trược, tông móng, răng da, bậc đà, mũ máu, v.v. Rồi chúng ta cũng nói đến một cái khuyết điểm khác là nó vậy đó, nhưng mà nó lại gắn liền đi chung với ái chấp. Đi chung với ái chấp. Và vị thiên này cũng nói rằng tất cả cái tấm thân hệ lụy này nó lại sanh ra từ thai bào, từ cái mà chúng ta gọi là thai bào đó. Thì thật ra nếu chúng ta biết thì đó là một chúng bất tịnh, nó là chúng ngọt lắm. Thật ra có đôi khi thưa quý vị, chúng tôi cũng có thử một pháp quán như vậy. Chúng tôi thật ra chúng tôi không có thoải mái khi mình nghĩ đến là mình nằm co ro trong một nơi chật hẹp, và đặc biệt nơi chân hẹp, chật hẹp đó là chỉ có những cái nước, những cái máu, chỉ có nước dờn, chỉ có những thứ mà nó không có thoải mái. Nhưng mà đó là nơi chúng ta sanh ra. Sanh ra từ chúng bùn nhơ, nước động, từ chúng ao tù. Thì vị này hỏi Đức Phật là thật ra cái thực tế của đời sống, thực tế của tấm thân này nó đáng nhàm, đáng chán như vậy thì làm sao để vượt thoát? Thì thật ra câu trả lời đó nghe đơn giản nhưng nó không đơn giản. Chúng ta có cái tấm thân này, nó có nhiều hệ lụy. Nhưng mà đâu phải mình muốn quăng cái thân, mình muốn bỏ cái thân, mình muốn dẹp nó đi là mình dẹp được. Mình có chiếc xe cũ mà nó chạy nhớt hoài, máy hư hoài, mình đem bán được, mình bỏ, thậm chí bỏ xó một chỗ thì được. Cái tấm thân này mình không có bỏ xó như vậy. Tấm thân này mình không thể từ chối được. Thì đó là một câu hỏi lớn và Đức Phật đã nêu lên là chúng ta phải
chúng ta phải nhìn và phải giải quyết ở một cái góc mạnh khác. Góc mạnh đó không phải là sự khổ, mà chúng ta giải quyết cái nguyên nhân của sự khổ. Yeah. Cũng như bây giờ mình bị bệnh, vấn đề không phải là chỉ làm cho mình dễ chịu với căn bệnh, hay là làm sao mà mình phát hiện được căn bệnh, mà để trị bệnh thì chúng ta phải trị cái gốc của bệnh. Thành ra người thế gian thì chỉ phiền hà về sự khổ, nhưng mà chúng ta lại không có để ý đến nguyên nhân sinh khổ, đó là ái. Và cái ái này đó nó lại là một cái hình ảnh rất lớn, rất rộng, rất ly chi, dây mơ rễ má mà chúng ta không biết hết đâu. Chúng ta không biết hết. Ví dụ trong cuộc sống này, tại sao chúng ta thức dậy mà một cái người rất giàu, có đầy đủ, đáng lẽ là với cái giàu có với đầy đủ đó họ hưởng, nhưng mà họ không hưởng, họ lại đi tìm cái gì mới, cái gì lạ, đi đâu ra ăn một món gì khác hơn, mặc dù trong tủ lạnh có những món rất là ngon, đi mua sắm một món gì mới hơn, mặc dù cái mà mình đã có thì đã đủ rồi. Thì ở đây những cái ước muốn, những cái mong cầu, dù là dục ái, hữu ái, phi hữu ái, thì nó đều là ái. Và ái thì nên có cái quan niệm rằng nó không phải chỉ là một cái mảng, một góc, một cái phần chính như là gọi là rễ cái, mà nó có rất nhiều rễ phụ, rễ con, rễ bàn. Và những cái rễ đó nó, nếu mà muốn diệt phải bứng lên tận gốc. Dạ, bứng lên tận gốc, chứ chỉ nhổ sơ sơ thì nhổ thì nó cũng sẽ có mọc lại. Và cái tính cách mà toàn diện gọi là triệt để, cái vũ triệt để về ái đó, và ái dừng triệt để thì cái khổ mới chấm dứt. Nếu quý vị nào mà đọc trong kinh Pháp Cú hoặc giả là đọc trong kinh Tụng đó, thì ở trong kinh Tụng có một cái câu mà rất là đáng để cho chúng ta suy gẫm, tức là các hành vốn vô thường, quán chiếu bằng trí tuệ, quán chiếu bằng trí tuệ, nhờ vậy yểm ly khổ, ấy là đường thanh tịnh. Các hành đều khổ não, quán chiếu bằng trí tuệ, nhờ vậy yểm ly khổ, ấy là đường thanh tịnh. Các pháp đều vô ngã, quán chiếu bằng trí tuệ, nhờ vậy yểm ly khổ, ấy là đường thanh tịnh. Cái câu thứ ba đó là nhờ vậy yểm ly khổ. Chỉ yểm ly trong chữ Hán có nghĩa là nhàm chán, hay là chán ghét, hay là muốn xa lánh. Yểm ly là chán ghét. Thì tự nhiên mình nói mình tu để làm gì? Tu để có khả năng để chán ghét cái khổ. Ồ, mình đâu có cần phải chán ghét khổ. Hiện tại mình chán quá. Hiện tại mình khổ ai mà muốn. Đâu ai thích khổ đâu. Vị Thiên này cũng vậy. Vị Thiên này chán khổ quá rồi mà hỏi Đức Phật. Nhưng mà cái chán khổ của vị Thiên đó không phải là yểm ly khổ đó. Dạ. Chứ không phải là yểm ly khổ, không phải là mình nghĩ là mình chán cái khổ nhưng mà chưa chán. Đó là cái điểm mà đôi khi chúng ta phải chịu khó nhìn lại trong cuộc sống của mình. Có lần chúng tôi nghe một vị sư bán thế xuất gia, vị này nói chúng tôi một câu mà chúng tôi nhớ hoài, vị này nói: sư ơi, đời sống gia đình có nhiều khi nó giống như cái địa ngục vậy đó. Dạ. Vợ chồng có nhiều khi nó còn thù hơn là kẻ thù nữa. Nói gì cũng như gọi là mình thương nhau thì lại bằng 10 ghét nhau, thương ảnh mà nó thù nhau. Nhưng bỏ nhau không được. Dạ. Nó phải có cái duyên nào, nó phải có cái động lực nào đó thì mới có bỏ được cái khổ đó, chứ không phải mình nói cái khổ mình bỏ nó rồi. Dạ. Giống như là ngày Xá Lợi Phất á, ngày có một lần ngày độ cho một cái anh thanh niên đi ăn xin. Dạ. Anh mà đâu phải là một cuộc sống vẻ vang, một cuộc sống vinh hiển, một cuộc sống thoải mái gì đâu, đi ăn xin thôi. Một còn tệ hơn nữa là anh đi ăn xin với một cái tô, mà tô mẻ đó chứ. Nhưng mà khi đã xuất gia rồi, vào trong chùa tu tập rồi, lâu lâu cũng cầm cái tô mẻ đó, mân mê, nhớ được một thời đi ăn xin. Và cũng có cái ý muốn là hoàn toàn trở về cuộc sống ăn xin.
ở chùa đi khất thực thì Phật tử họ cúng kính, họ cúng dường thật, nhưng mà rồi mình phải mặc y như thế này, mình phải đi đứng theo quy nghi như thế kia, rồi phải có cái cuộc sống ngồi thiền thế nọ, nó không thoải mái chút nào hết. Cầm cái tô bể, đấy là một thời gian sinh mà đó là núi cao hồ rộng thênh thang một cõi. Thì thật ra câu chuyện đó nó giống như một câu chuyện khôi hài, đi ăn xin mà có gì đâu đáng tiếc, nhưng mà người ta thấy, nhưng mà người ta vui, nhưng mà ta thích đời sống nó như vậy. Thành ra khi mà chúng ta đọc cái câu là nhờ vậy mà yểm ly khổ, nói thẳng là nhờ vậy mình chán khổ, thì có yểm ly khổ đó, khi mà chúng ta dịch chúng ta không bỏ, không lấy chữ nhàm chán, bởi vì chữ nhàm chán nó thường lắm, dùng chữ yểm ly nó nghe nó đậm đặc hơn, nghe nó cao sang hơn, nghe nó nhấn mạnh hơn, nhưng mà thật ra yểm ly đó là nhàm chán. Và người đọc mà hiểu được cái chữ yểm ly thì đôi khi cũng cãi lại là tu cho đã để làm gì, để chán khổ. Chán khổ hiện tại mình chán rồi, như vị thiên này cũng chán rồi. Không, cái chán khổ chúng ta đó nó chỉ là một cái sự không vừa lòng nhất thời, chứ cái chán khổ chúng ta nó không phải là một sự ly tham, mà sự ly tham đó đủ để chúng ta cắt đứt ái, đủ để chúng ta nhổ tận lên ái, đủ để chúng ta có thể vượt qua cái ái và cái dục đó, ái dục với những ước muốn hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc thô hoặc thế hoặc thế này thế đó, nó là cái nguyên nhân của đau khổ. Cái người mà chán khổ thì có nhiều, nhưng mà người thấy được cái nguyên nhân sanh khổ và chán cái nguyên nhân sanh khổ, chán cái mặt của ái dục á, gọi là chán khổ thực sự, thì chừng đó không có nhiều đâu, không nhiều chúng ta nghĩ. Ôi, chúng tôi xin lỗi quý vị, nãy giờ chúng tôi nói chuyện mà chúng tôi không để ý là có thiện toàn tuyệt quyền vào ở trong rung rung. Tại vì thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi được biết thiện toàn tuyệt quyền sẽ vào trễ. Thiện toàn tuyệt siêu có nhờ chúng tôi điện khuyết cho phần đầu. Chắc bây giờ sạch thịt đầy thỉnh thiện toàn tuyệt quyền. Và thiện toàn tuyệt quyền có nghe được không? Nếu thiện toàn tuyệt quyền nghe được, xin thiện toàn tuyệt quyền tiếp tục cho. Xin lỗi thiện toàn. Tới giờ là nói chuyện mà không để ý là thiện toàn đã vào rồi. Và thiện toàn tuyệt quyền có nghe được không? Dạ chắc thiện toàn tuyệt quyền đang bận việc, chúng tôi không biết là thiện toàn đã vào khi nào. Dạ. Trở đi tóm lại là như vậy là trong cái bài kệ của vị thiên nói về cái khổ, và vị này hỏi Đức Thế Tôn làm sao thoát khổ, và ở trong cái câu trả lời của Đức Phật là chúng ta muốn thoát khổ thì không phải đơn giản nhìn vào sự khổ, mà chúng ta phải nhìn vào nhân sanh khổ và phải đoạn tận, tức là phải nhổ lên cái ái. Mà nhổ cái ái này không phải nhổ đơn giản với cái phần chính, mà còn dây mơ rễ má. Chúng ta nhớ trong thập nhị khởi là có ái rồi sanh ra thủ, là thủ mới hữu. Dạ. Cái thủ ở đây là dây cột, mà dây lớn rồi dây lớn dây nhỏ. Khi nào mình chở đồ có dây lớn rồi cột dây nhỏ nữa. Dạ, dây lớn dây nhỏ. Rễ cái rễ con phải nhổ lên, nhổ một cách toàn bộ, nhổ một cách triệt để. Dạ, đó là ý nghĩa trong câu Phật ngôn Đức Phật trả lời. Bây giờ thì một lần nữa xin được hỏi thượng tọa tuệ quyền, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa tuệ quyền đang ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa tiếp lời. Nếu không, bạch thượng tọa tuệ siêu. Dạ vâng, dạ cảm ơn sư tuệ tri. Thượng tọa tuệ siêu, bạch thượng tọa tuệ siêu, thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa tuệ siêu đang ở trước máy, xin thượng tọa nói vài lời rồi chúng ta bắt đầu vào phần thảo luận. Dường như cả thượng tọa tuệ siêu tập tự nguyện không có mặt trước máy. Thượng tọa Pháp Đăng ơi, thượng tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Ồ, dạ thấy thượng tọa tuệ siêu rồi, xin lỗi thượng tọa Pháp Đăng. Kính thỉnh thượng tọa tuệ siêu nói cho vài lời, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục phần thảo luận. Xin cung kính thượng tọa.
thưa vì chúng ta kiên nhẫn. Lúc này nó hình như có cái việc như vậy là ở Việt Nam nó đang ở trong cái tình trạng cách ly ở nhiều nơi vì đại dịch đó. Thì có lẽ là ở Việt Nam giống như bên Mỹ, thì quý vị, khi cách ly ấy, thì lúc người ta xài Internet rất là nhiều. Và thời gian cách ly thường Internet đó, nó không ổn định, nó yếu đi. Nên chúng ta kiên nhẫn. Bởi vì biết là ở trong khi chúng ta làm việc đó, thì nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố để có được cái sự truyền đạt liên tục rõ ràng. Nó tùy thuộc vào máy móc của chúng ta, nó tùy thuộc vào microphone, nó tùy thuộc vào đường truyền, và nó tùy thuộc vào cái server của Internet. Yeah. Nó server từ 3-4 thứ. Bởi vì có nhiều khi đường net mà nó bị yếu, cái khi quý vị nghe nó có vấn đề, nó không đơn giản thì có cái server của Internet. Mặc dù hôm nay chúng ta dùng cái server là thuộc về premium, tức là mình trả tiền chứ không còn là free. Có những ngày rất là rõ, nhưng mà điều đó cũng không có giải quyết hoàn toàn đâu. Nó tùy vào cái đường truyền của chư vị giảng sư nữa. Thì tòa Hợp Đăng, thì tòa có ở trước máy và thì tòa có nghe được không? Nếu thì tòa Tân đang có mặt ở trước máy, thỉnh thì tòa Hoàng Hỷ nói cho vài lời trong lúc đặt câu thảo luận hôm nay. Hello. Thì tòa. Dạ. Oh, dạ nghe rồi. Dạ xin thì tòa cứ giữ mấy cái xin chính thức thì tòa. Yeah. Thì tòa bắt đầu. Thì... Dạ. Dạ để tiếp theo lời chúng tôi giác đẳng thì quý vị biết rằng đối với chúng ta đó thì thật sự như là cái lời dạy của Đức Phật và cái cách chia sẻ của chúng tôi giác đẳng đó, thì chúng ta biết rằng chúng ta có mắt và những gì mà chúng ta thấy đó, chúng ta thấy những gì từ mắt chúng ta thấy đó, thì những cái tham ái là nó đã ăn sâu, nó đã ăn sâu, không dễ gì mà chúng ta bỏ được, rất là khó. Nên mỗi khi mà chúng ta thấy người thân chúng ta, hay thấy thân thể chúng ta, thấy áo quần, thấy giày dép, thấy cái này kia nọ đó, cái gì mà thấy đó, thì thọ nó đều chưa cho ái hết đó. Nếu mà chúng ta có chánh niệm tỉnh giác đó, thì cái thọ này đó, nó mới không duyên cho ái thôi. Nói như vậy là một cách triệt để chúng ta thấy rằng chúng ta có một đất nước, có một lá cờ, có một màu da, có một sắc phục. Mà những cái đó, nếu mà chúng ta quán thấy đó, ví dụ như áo quần nó chỉ là một cái vật để che cái thân thể này. Nếu không thì nó sẽ bị ruồi, mũi, rồi những loài bò sát, xúc chạm. Thành ra chúng ta thấy rằng những cái pháp mà Đức Phật này dạy về vị tỳ khưu thọ thực, thọ y phục đó, để ngăn ngừa mũi mồng rắn rít, sự nóng lạnh, rồi vật xúc chạm vào thân của chúng ta. Như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng đối với cái vật thực cũng vậy, nhìn vào đó thì mình phải quán tưởng cái vật thực đó, ăn rồi mình ói ra thì ai cũng gớm hết. Sự vật thực mình nhai và nó cũng giống như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật ngày dạy cái rễ của tham ái nó mọc ra, nhưng mà cái gốc cội của nó là ái thì nó rất là dính mắc vào tất cả, nó không phải là đơn giản. Rồi nghe tai chúng ta nghe cũng vậy đó. Đến nỗi những người thân, những cái quốc độ, những cái tiếng của chúng ta, mà nếu chúng ta có chánh niệm tỉnh giác, chúng ta chỉ biết rằng cái ngôn ngữ chỉ là ngôn ngữ thôi, để mình giao tiếp, mình biết cho mình cho biết nhau thôi. Chứ còn nếu mà mình còn thích thú thì những cái âm thanh nó cũng là cái sự dính mắc của mình. Và khi mà dính mắc như vậy đó thì chúng ta cứ mãi miết trong sự tái sanh. Chúng ta thích đâu đó, thì chúng ta do cái ái nó có thủ đó, thì nó còn sẽ có hữu. Sẽ có hữu. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với chúng ta đó,
những cái âm thanh chúng ta nghe, những cái nhạc cụ mà chúng ta mình gọi là thụ hưởng từ cái lỗ tai đó, đối với người đời thì họ nghĩ là thụ hưởng, nhưng mà đối với Phật pháp mà tu tập đó thì chúng ta biết đó, cái âm thanh chỉ là âm thanh thôi, cái âm thanh để giao tiếp, để biết được nghĩa, biết được pháp, chứ không phải là cái âm thanh này để mình chấp thủ vào đó, mình không phải chấp thủ vào đó. Mà nếu mà mình có cái tâm chấp thủ đó, hãy mình có chấp thủ đó, thì mình có dao động thôi. Ai mà xúc chạm tới cái ngôn ngữ, cái tiếng nói đó thì mình sẽ rất là khó chịu. Nên thường thường quý vị thấy những cái người một ở miền ngoài đó, mình nhái họ đó, họ rất là ghét mình, họ ghét cái tiếng mình nhái họ. Tuy rằng cái tiếng nói của như vậy, nhưng mà mình nhái cái tiếng nói của họ đó thì họ cũng rất là ghét. Như vậy thì chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta vì cái tiếng nói nó có cái sự khác biệt như vậy, do cái dân tộc, do cái ngôn ngữ, do cái chỗ mình tái sanh, thì mình có những cái tiếng, thì những cái loài thú cũng vậy quý vị, những cái loài chim chóc đó, thì nó ưa thích những cái tiếng của loài đó. Nên thường thường đó, những cái loài nào đó thì nó dính mắc vào những cái thanh của cái chủng loài. Nên thường thường quý vị thấy người ta bẫy gà rừng á, bẫy gà rừng đó, thì người ta đem con gà rừng tới đó, thì con gà rừng nó gái, những gà rừng kia nó ghét tiếng gái, nó bu tao, nó đá và nó dính bẫy. Thì cũng cho chúng ta thấy những loài chim chích màu hay là những con chim cu á, người ta đi bẫy nó cũng vậy, đem một con nó tới và những con khác nó sẽ bu tới và nó sẽ bị dính bẫy, chứ nó không phải đem những cái loài khác cái gì, nó không phải đem loài khác. Nên chúng ta thấy rằng chúng ta bị dính mắc là cái tiếng nói, và cái tiếng nói đó nó lại dính mắc trong cái sự tùy miên của chúng ta, mình gọi là những cái tham ái tùy miên đó, dính mắc. Và vì dính mắc như vậy đó nên chúng ta lại nghe cái âm thanh đó, chúng ta lại thích thú. Thì chúng ta biết rằng bởi vì khi mà mình ví dụ mình tình cờ mình coi bộ phim, mình chưa nghe âm thanh đó, mình chưa thích, nhưng mà nghe cái âm thanh ta trình bày đó mình thích. Trong cái âm thanh đó thì mình thích những cái âm thanh của những người nào mà vừa với cái ý của mình. Nên chính vì điểm đó, nó không dễ gì mà chúng ta gỡ bỏ được những cái tham ái. Nếu chúng ta không biết thì chúng ta đừng có nói đến gỡ bỏ. Chúng ta không biết thì chúng ta không thể gỡ bỏ được. Chúng ta biết mà chúng ta cần gỡ bỏ còn rất là khó, còn huống hồ gì không biết. Nên Đức Phật ngày mới nói là ngày thuyết pháp thì những người có mắt, có tai, có mắt thấy, có tai nghe, có tâm suy nghĩ. Thì thật sự chúng ta thấy rằng những cái hơi mùi cũng vậy. Bởi chúng ta thấy cái hơi mùi đó thì tùy, ví dụ những người mà ở Việt Nam thì họ thích uống những cái loại cà phê đó, nhưng mà những cái loại cà phê đó thì những cái người nước ngoài họ không thích những cái mùi cà phê đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng đó, bất luận là cái loại thuốc hay là những cái loại cà phê, những cái loại trà nào mình uống quen đó, nếu mình không quá tưởng thì mình ưa thích cái đó. Và cái ưa thích đó nó cũng trở thành cái trở ngại cho chúng ta. Nếu mình không nhận diện được đó, thì đó là cái sự trở ngại. Nên nhiều khi quý vị thấy những cái loài ganh tấp bá, những cái loài hương thần đó, chấp thủ họ chết rồi sanh làm cái cây gỗ hương thần đó, cái cây gỗ mùi trầm, mùi hương đó. Và cái mùi hương đó, quý vị biết rằng dù là có cưa làm tấm dáng thì cái vị hương thần cũng gá vào đó, đến đem về mình chẻ củi cũng gá vào đó, và lúc đốt thành tro cũng gá vào đó. Như vậy thì quý vị thấy sự chấp thủ nó ghê gớm như vậy đó. Nên thường thường quý vị biết rằng cái sự cầu siêu đó, cái sự cầu siêu đó là muốn đọc tụng cái lời dạy của Đức Phật để xả đi cái sự chấp thủ. Nên những cái người nào mà nghe kinh mà không hiểu đó, thật sự đó, chúng ta cũng khó mà hưởng được cái đặc thù từ cái sự lời dạy của Đức Phật. Nên thường thường quý vị thấy nghe kinh đó, thì nó có cái lợi ích là chứng đắc đạo quả, hai lần xả ly cái tà kiến trước khi chết. Đó là hai cái lợi ích của nghe pháp. Thì chúng ta là những người Phật tử mà Phật giáo năm truyền đó, thì chúng ta biết rằng
chúng ta đọc kinh để chúng ta hiểu được cái nghĩa, cái lời dạy của Đức Phật, cái hiểu với cái pháp với cái nghĩa. Thì chúng ta cũng thấy như vậy, cái những cái gì chấp thủ từ cái lỗ mũi chúng ta đó, nó không dễ gì đâu quý vị, nó không dễ gì gọi bỏ, nên nó không dễ gì mà chúng ta đoạn trừ cái tham ái từ những cái hơi mùi, hơi cái mùi. Rồi miệng chúng ta đối với cái vật thực cũng vậy, khi mà chúng ta ăn, nên thường thường người ta còn nói như thế này nữa quý vị, cái loại sữa nào của người con bú cái bữa đầu tiên của đứa bé đó, đó từ cái mẹ cho bú đó, thì đứa con nó trong cái bao tử thì những cái loại đó trở thành những cái loại vật thực mà đứa bé đó sau này nó sẽ thích ăn cái loại đó. Như vậy thì quý vị thấy đơn thường thì có nhiều khi mình không ăn bánh mì được, không ăn được những lúa mạch này kia nọ, thì mình nghĩ sao người ta có thể ăn cái đó sống được. Cũng như người nước ngoài họ ăn bánh mì quen, họ nói họ sao ăn cơm mà sống được, nhưng mà thật sự người Việt Nam chúng ta lại ăn cơm. Thì nó cũng giống như vậy quý vị, giống như vậy. Nên thường thì chúng ta đã dính những cái vật thực từ cái thổ nhỏ, từ cái thổ mà chúng ta tha mái đi tái sanh rồi, nhưng mà khi chúng ta có sắc thân này đó, thì những cái gì mà chúng ta ăn đầu tiên đó của người mẹ mà cho chúng ta bú đó, những cái đó nó sẽ là những cái mà chúng ta dính mắt, dính mắt. Nên thường thường quý vị thấy có nhiều người đó, họ không được ăn bữa cơm mà họ mỏi ăn được bữa cơm. Mà nếu cái tâm mong mỏi mà họ mệnh chung đó, thì chắc chắn là họ phải tái sanh nữa đâu quý vị. Người tánh sẽ tái sanh vào những cái loài phải ăn cái vật thực. Nên nhiều khi quý vị thấy những vị phạm thiên sắc giới mà không có ăn vật thực đó, cũng có cái năng lực thiền định của họ. Và đây một điều nó cũng rất là đặc biệt đối với phạm thiên sắc giới, chứ không phải những người ở cõi dục giới. Người cõi dục giới thì phải ăn vật thực để tồn tại thân thể này. Thì chúng ta thấy cái nào nó cũng có cái giá trị của nó, và cái nào nó cũng có cái hệ lụy của nó. Và cái những cái hệ lụy đó Đức Phật thì biết được và Ngài nói để mà làm sao chúng ta có thể chúng ta sống mà chúng ta có thể nhàm chán. Đó là điều rất là cái tiêu chuẩn trong Phật Pháp mà Đức Phật Ngài thường nói là tất cả các Pháp lấy ly tham và tối thắng. Như vậy thì chúng ta biết rằng mắt, tai, mũi, miệng, thân chúng ta cũng vậy. Rồi xúc chạm hay là mặc những cái áo quần nào, bất luận là những cái gì mà mình xúc chạm mà không có quán tưởng đó, thì cái tham ái nó kín ở chỗ đó, chứ không ngoài chỗ đó. Như vậy thì chúng ta mà mặc đồ hay xúc chạm vào thân chúng ta đó, thì chúng ta suy nghĩ, chúng ta hiểu thấu đáo đó, chúng ta mới có thể nói đến cái sự giác ngộ giải thoát, hay là chúng ta mới có thể nói đến cái sự sanh lên cõi cao. Chứ còn nếu mà chúng ta không có hiểu biết đó, cái tâm tư chúng ta không hiểu biết đó, thì chúng ta chỉ sanh vào cõi thấp mà thôi. Nên thường thường quý vị biết rằng những cái vị mà hợp trí đó, là lúc chết họ phải có ba nhân vô tham vô sân và trí tuệ, nên họ mới sanh lên cõi cao được. Còn cái người mà cõi thấp á, thường thường họ sanh làm người nhân hoặc là người lạc vô nhân hay là người khổ. Ví dụ chúng ta nói người khổ như địa ngục hay ngã quỷ, súc sanh, thì chúng ta thấy những loài súc sanh rất là nhiều, kinh khủng lắm. Những cái loài cá, tôm, những cái loài thủy tộc đó, dưới biển nước đó, mình thấy rất là mênh mông. Những cái loài chim chóc cũng rất là kinh khủng. Như vậy chúng ta thấy rằng cái thân của chúng ta có đó, thì chúng ta mà có quán tưởng cái nỗi khổ của thân này, mình phải ăn hoài như vậy, mẹ ăn hoài thì mình phải làm hoài như vậy, mà làm hoài như vậy đó thì cũng ngủ nghỉ hoài như vậy, thì cũng bài tiết đại tiện tiểu tiện, rồi cũng bệnh hoạn hoài như vậy. Làm gì có cái thân nào mà không bệnh hoạn cái gì. Chỉ có khi nào chúng ta có quán tưởng như vậy đó, thì chúng ta bất luận là chúng ta có cái thân nào, dù cái thân nó có khỏe mạnh hay là bệnh hoạn hay là như thế nào đó, thì chúng ta cũng nhìn thấy cái thân là như vậy, chúng ta thấu triệt nó. Nên thường thường quý vị có một điều mà mình phải suy nghĩ quý vị. Thường thường thì kiếp này mình gặp khổ đau mình tu, kiếp sau mình có cái thân mình tráng kiện, ít bệnh hoạn, thì ít bệnh hoạn thì mình không phải dễ tu đâu quý vị. Nên thường thường những cái người mà khỏe mạnh đó, mà tu tập đó là cũng hiếm có lắm quý vị. Cái người khỏe mạnh, cái thân thể khỏe mạnh mà tu tập đó cũng là điều rất là hiếm có. Bệnh hoạn họ cũng trầy trật lắm,
thì họ mới thấy cái thân này khổ, khổ ải quá thì họ mới tu. Chứ còn cái thân mà khỏe mạnh mà tu nó cũng khó lắm. Nên bình thường quý vị thấy chúng ta phải nhờ một cái hạnh nghiệp mà chúng ta muốn thoát ly luân hồi. Chính vì điểm đó nên khi mà chúng ta tái sanh, chúng ta còn nhỏ, còn trẻ mà chúng ta thấy tu được. Chứ còn nếu mà cái tâm nguyện chúng ta không lớn, nó cũng khó lắm. Nó cũng rất là khó để mà chúng ta đi xuất gia. Nó không phải dễ đâu quý vị. Bởi vì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta bệnh hoạn, chúng ta vô tu thì nó cũng rất là trở ngại. Nhưng mà lúc nó nói khỏe tu đó, thì chúng ta lại không chịu tu đâu quý vị. Không chịu tu. Như vậy thì rõ ràng cái sự tham ái về cái xác thân chúng ta rất là trầm trọng. Nó rất là trầm trọng. Nó không dễ gì mà chúng ta không quán tưởng. Mà chúng ta quán từng giờ, từng phút, từng giây như vậy cho đến lúc nào chúng ta thấy nó nhàm chán. Nó không dễ. Nên nhiều khi mình thấy Đức Phật người nói lắm khổ, nếu vừa có thân thì phải có giặt giũ, có cửa, có ngủ nghỉ, có ăn uống, có đại tiện, tiểu tiện. Tám cái khổ này nó liên tục, liên tục và liên tục nói chuyện với nhau trong ngày. Mình không ngủ thì mình cũng đi tắm, không đi tắm thì đi đại tiện, tiểu tiện, không có đại tiện, tiểu tiện thì cả ăn uống, không có ăn uống thì ngủ nghỉ. Như vậy thì những cái nỗi khổ thì Đức Phật nói rằng có tám cái này đó, mình phải mình làm những biết, nhưng mà cái tám cái này nó chi phối mình, nó chi phối mình. Dù mình muốn cái gì nhưng mà giờ mình đau bụng quá mình phải đi cầu thôi. Dù mình muốn cái gì đó nhưng mà mắc tiểu quá mình phải đi tiểu thôi. Dù mình muốn cái gì đó nhưng mà đói quá mình phải đi ăn thôi. Dù mình muốn cái gì đó, khác quá mình phải đi uống thôi. Mà bây giờ mình muốn cái gì cũng quá nhưng mà giờ buồn ngủ quá cũng không có làm được, phải ngủ thôi. Như vậy thì có cái thân này nó có cái nỗi khổ triền miên như vậy, nhưng mà làm sao chúng ta tỉnh thức? Chúng ta phải biết nó, chúng ta mới tỉnh thức được. Còn nếu chúng ta không biết thì muôn thở chúng ta không thể nào tỉnh thức nổi đâu gì. Muôn thở chúng ta không thể nào tỉnh thức được. Chúng ta nghe lời dạy của Đức Phật như vậy, nhưng mà chúng ta để sống tỉnh từng giờ, từng phút, từng giây đối với thân này, mỗi khi đói đau, bệnh hoạn, hoặc là đại tiện, tiểu tiện, ngủ nghỉ đó, tắm rửa giặt giũ đó, chúng ta tỉnh thức. Mà chúng ta cứ mỗi lần như vậy chúng ta thấy khổ thôi. Chỉ cần yêu cầu mỗi lần buồn ngủ quá mình thấy khổ, mình nằm xuống mình ngủ. Cái đó cũng là ngủ mà cũng quán về khổ đâu quý vị. Nhưng mà dù là bây giờ mình đói quá mình ăn á, mình cũng thấy khổ quá, bây giờ đói quá phải ăn. Rồi bây giờ mình đại tiện thấy khổ quá, bây giờ phải đại tiện. Tiểu tiện cũng vậy, rồi uống cũng vậy đó. Lúc mà tắm rửa giặt giũ mình cũng quán vậy. Thì cái quán của mình chút chút vậy, chúng tôi nghĩ rằng giống như nhỏ, nước nhỏ để từng giọt rồi mình cũng tràn đầy. Nếu mình tu tập á, thì mình có tu ít vậy đó thì mình mới tu nhiều được. Như vậy thì chúng ta thấy rằng không dễ gì để chúng ta thấy được cái lời dạy của Đức Phật xuyên qua khổ mà khổ có thật, nguyên nhân khổ và cái con đường đoạn diệt khổ. Nó không phải dễ gì mà chúng ta có thể chấm dứt được. Nếu mà chúng ta biết, mà chúng ta biết tường tận á, thì mỗi lần chúng ta ngủ nghỉ tắm rửa chúng ta quán khổ một tí xíu, có ít nhiều gì đó, thì nó cũng ở đó nguyên nhân để bớt đi cái tham ái của cái thân này. Cái tham ái của thân này cũng rất là nặng nề quý vị. Nó không phải là, bởi vì cái ái dục nó là những cái rễ nhỏ rồi nó nuôi những cái rễ lớn, và những cái rễ lớn nó nuôi cái thân cây. Thì những cái mầm móng ái dục xuyên qua mắt tai mũi lưỡi thân tâm của chúng ta nó cũng giống như vậy thôi quý vị. Nó cũng là những cái mà dây mơ rễ má, rễ nhỏ, rễ con, rễ để chùm rễ gốc rễ trụ, thì nó là như vậy. Chính vì điểm đó nên đó, chúng ta biết như vậy đó, nhưng mà thật sự đó không phải dễ đâu. Mình phải tập chánh niệm. Chánh niệm, nếu mình nghe mình nhớ, mình tập chánh niệm, chánh niệm trong lúc cái thân của mình có những cái nỗi khổ, mình tập cái chánh niệm như vậy, thì mình tập từ ít, nhờ cái tập mà bớt sự suy xét lời dạy của Đức Phật đó, mình thấy khổ thật. Bây giờ buồn ngủ mà không được ngủ là khổ, đói không được ăn là khổ, khát không được uống là khổ, đại tiện tiểu tiện mà không có được là khổ. Chính vì điểm đó nhiều khi á, mình thấy những cái xứ sở mình qua, ví dụ mình thấy như Ấn Độ, mình qua bển mình thấy ít có nhà vệ sinh, thì bây giờ có nhiều người quá, người ta đại tiện tiểu tiện thì ta phải kiếm chỗ nào đó người ta phải giải quyết cái khổ. Nên nhiều khi mình thấy mình nói sao họ phóng quế vậy,
Nhưng mà thật sự khi mình hiểu họ không có những cái chỗ công cộng để họ phóng uế đó, thì họ bắt buộc họ phải tìm cái cách để họ giải quyết. Họ giải quyết cách này cách kia để họ giải quyết ra thôi. Thành ra rồi họ cũng, khi mà họ sống như vậy, họ cũng có cái sự suy nghĩ của họ, chứ không phải là không có đâu. Nhiều khi chúng ta thấy những cái dùng đất, hay là bây giờ chúng ta nghe Triều Tiên đó, họ phải dùng phân với nước tiểu để thế cái phân hóa học, vì họ không có cái nguồn phân hóa học nên họ bắt buộc phải dùng cái loại phân từ con người. Và họ sống như vậy thì chắc chắn là quý vị biết rằng họ sẽ không làm những cái hầm cầu để mất cái phân đó, mà họ phải dùng những cái hũ, những cái lưu, những cái hũ đại tiện tiểu tiện trong đó để dùng cái họ tưới lại những cái loại cây cối mà họ trồng. Vì nhiều khi chúng ta nghĩ, ủa sao họ sống mất vệ sinh như vậy, nhưng mà thật sự ra thì chúng ta hiểu rằng cái bối cảnh, cái hoàn cảnh đối với cái đời sống của họ không có cách khác, nên họ phải có cái cách đó. Thì tất cả những cái đó là những cái nỗi khổ trong đời. Và nếu mà chúng ta cứ đánh giá cái nỗi khổ đó hoài đó, mà chúng ta không hiểu cái nỗi khổ căn bản là chính là cái thân này có, và những cái điều mà nuôi thân này bằng cách này cách kia, trồng trọt rồi không có, rồi phải tận dụng lại, thì chúng ta thấy những điều đó đó, chúng ta cũng có cái sự suy nghĩ. Và chúng ta có suy nghĩ như vậy, chúng ta mới thẩm thấu được cái lời dạy của Đức Phật. Xuyên qua cái thân này, nó có những cái khổ nạn là như vậy, mà cần phải suy xét. Mà mình suy xét được nhiều rồi, mình bớt hận thù người này người kia, quý vị. Bởi vì nhiều khi quý vị biết rằng mình sống, mình ăn uống như vậy đó, mình thấy cái khổ ăn uống, mốt mà người ta đói khát, người ta giành giật, mình cũng biết là do họ đói khát mà giành giật. Hoặc là họ đã từng trải qua những cái sự đói khát nên họ giành giật như vậy, thì mình cũng dễ thông cảm hơn, quý vị. Còn nếu không á, thì mình sống mình cũng rất là dễ phê phán những cái xung quanh. Còn nếu mình hiểu được đó, thì mình thấy một cái xã hội tiến bộ đó là có cái sự đóng góp và có cái sự suy nghĩ chính đáng của nhiều người, và họ cũng được thuận lợi nữa. Chứ nếu mà họ gặp những cái trắc trở, họ muốn cũng không được đâu, quý vị. Nhiều khi chúng ta muốn, ai cũng muốn mình sống một cái ngôi nhà tiện nghi nhất, thuận lợi nhất, nhưng mà còn coi cái phước của mình nữa, còn coi cái chỗ mình tái sanh nữa, mình tái sanh có thuận lợi hay không, mình tái sanh do cái phước hỗ trợ mình hay không, chứ không phải mình muốn là được, quý vị. Ở đời thì người ta muốn rất là nhiều. Không biết bây giờ Thượng Tọa Nhất Đẳng có soạn xong những câu thảo luận chưa? Nếu Thượng Tọa sẽ soạn xong thì con xin thỉnh Thượng Tọa nha. Thì Tổ Pháp Đăng đã có câu thảo luận rồi, và nhân Thượng Tọa Pháp Đăng đường truyền đang tốt á, Hoàng Hỷ trả lời cho một câu. Dạ, trả lời câu này, hy vọng rằng Thượng Tọa đang nghe được. Nếu Thượng Tọa đang nghe được, Thượng Tọa Hoàng Hỷ cầm mic giúp. Dạ. Thượng Tọa đang, chúng ta thấy ở trong kinh nói nhiều về sự yểm ly hay sự nhàm chán. Thí dụ trong kinh Vô Ngã Tướng nói rằng vì đệ tử hữu học á, được nghe và thấy như thế rồi liền sanh tâm nhàm chán đối với các quấn. Dạ, do nhàm chán để ly tham, do ly tham tâm được giải thoát, và do tâm được giải thoát vì ấy chứng đắc tuệ giải thoát, tức là thành tựu tuệ giác. Thì cái gì nhàm chán mà thông thường người ta nghe, ta nghe rất là tiêu cực. Dạ, mình nghe chuyện gì rất là nhàm chán. Thì Thượng Tọa có thể cho một vài cái ví dụ giữa cái nhàm chán tích cực và nhàm chán tiêu cực không? Cái nhàm chán nó khác với cái sự nản chí, nản lòng, chán nản trong đời sống mình như thế nào? Thì tôi có thể giải thích thêm về điểm niềm kính thỉnh Thượng Tọa. Dạ, xin thỉnh Thượng Tọa Phật Đăng. Alo, dạ. Còn chưa quen kiểu mà hai ba người cầm mít lượt. Với điều thứ hai là con thấy con cầm mít, con dịch không lại mít. Hồi đó giờ cái mít con không biết sao mà cái từ lúc mà tạo mít tới giờ đó, ai giật mít con cũng được hết, mà con không giật mít ai được hết. Nhớ hồi xưa tới giờ cũng lâu lắm rồi.
Ai cầm mà mình không cầm được vậy. Mà bây giờ thì cái chương trình này thì con nghe Bình Tọa nãy con cũng nghe, con nói bên Bình Tọa cũng nghe, nhưng mà con lại sợ không có biết mình cầm rồi mình nói rồi bị cạc đói được hay không, rồi bị cạc đói mình có nghe được hay không. Thì theo như lời Thượng Tọa với câu thảo luận thì con xin chia sẻ như thế này. Bởi vì thường thường thì chúng ta thấy cái từ nhàm chán, nhàm chán tích cực đó là mình hiểu được cái nguyên nhân. Còn nhàm chán tiêu cực đó là trở thành chán đời. Nó trở thành chán đời quý vị. Hiện giờ bên Trung Quốc thì chúng tôi nghe nói rằng họ có chủ trương mà họ là nằm nằm ngửa đó quý vị. Bây giờ họ không có muốn đi làm. Họ tính ra đó là đi làm cũng phải xài hết còn khoảng 300 tệ như vậy. Nhưng mà nếu mà họ ở không thì họ xài khoảng chừng 80 tệ thôi. 80 tệ thì họ sống được một ngày với ở cái vùng vừa sức sống. Nên bây giờ họ chủ trương họ ở không, họ không thèm làm. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái nhàm chán đó, đó là cái nhàm chán cực. Còn cái nhàm chán tích cực á, là mình hiểu được cái khổ này và bây giờ mình phải ăn uống rồi mình phải ngủ nghỉ, mình cũng phải làm, nhưng mà mình phải suy nghĩ về cái nỗi khổ này. Cái nguyên nhân của nó là tham ái. Mình chán cái tham ái chứ không phải là nhàm nhàm chán cái nhân, chứ không phải nhàm chán cái quả. Bởi chúng ta hiểu cái quả là cái quả luân hồi, là chúng ta có thức danh sắc lục nhập xúc thọ, đó là cái quả. Còn bây giờ chúng ta nhàm chán cái ái thủ hữu sanh. Bởi chúng ta nhàm chán cái nhân để đưa ra cái quả này, chứ chúng ta không phải là nhàm chán cái quả. Bây giờ chúng ta có cái thân, bây giờ Đức Phật nói cái thân này có, nhưng mà ngươi nhận diện rõ ràng là nó phải đói, đói phải ăn, ăn thì chúng ta phải làm, đúng không? Chúng ta khát chúng ta phải uống, mà uống thì chúng ta phải làm để chúng ta có tiền chúng ta uống nước, và uống như thế nào nó hợp vệ sinh để nó không bệnh hoạn. Cái ăn uống của chúng ta đó, mà nếu chúng ta tu tập đó, chúng ta thấy, nên thường thường chúng tôi cũng có một điều mà chúng tôi giảng là chúng tôi nhớ là mình ăn để tìm những gì đã mất đó. Mình ăn vô bụng mình, uống vô bụng mình là nó mất rồi. Bây giờ mình phải làm sao để mình tìm lại cái đó. Và nếu người cư sĩ mà sống như vậy là sống hợp pháp, và sống như vậy sống có tiến bộ. Còn nếu mà mình ăn xong rồi mình lười biếng, mình nằm giả dược đó, đó là cái thối đọa. Vì mình ăn thì mình phải ăn, nhưng mà mình ăn xong mình làm biếng là mình không tìm lại những gì đã mất. Bởi ăn là mất rồi, uống là mất rồi, chút nữa là nó. Bởi thường thường quý vị biết rằng nếu mình suy xét đó, mình ăn mình cũng tốn tiền, mà mình đại tiện cũng tốn tiền, rồi uống cũng tốn tiền, mà tiểu tiện cũng tốn tiền, nhất là khi mà chúng ta đi tới những khu du lịch đó. Đi tiểu hồi xưa là 1.000 đồng, bây giờ là 2.000. Đại tiện là hồi xưa là 2.000, bây giờ 4.000, 3.000 như vậy. Như vậy rõ ràng sáng nha, mình vô khu du lịch mình chơi đó, thì mình cũng phải mua đồ ăn, mà ăn mua đồ ăn là tốn tiền, rồi hồi nữa mình giải quyết ra cũng phải tốn tiền như vậy. Như vậy đó, thì chúng ta hiểu là dạy của Đức Phật là chúng ta hiểu cái nhàm chán của chúng ta là không phải nhàm chán cái quả, mà nhàm chán cái nhân. Nhàm chán cái nhân của tham ái mà đưa đến cái quả luân hồi. Chúng ta nhàm chán là nhàm chán cái chúng ta nhàm chán chúng ta có trí tuệ, vì chúng ta hiểu cái đây là cái quả. Thì chúng ta thấy Đức Phật và các bậc thánh phiền não niết bàn, nhưng mà chưa có ngũ uẩn niết bàn. Thì phiền não niết bàn là phiền não đã mới dập tắt, không có đem là cái hệ đau khổ do phiền não, nên gọi là phiền não niết bàn. Còn ngũ uẩn niết bàn là sau khi bỏ cái thân này, không còn sắc uẩn, vì sắc uẩn có đó là nó có bệnh hoạn đói đau, rồi có đại tiện tiểu tiện, rồi có chỗ ăn chỗ ngủ có tắm rửa giặt giũ. Khi mà chúng ta hiểu như vậy đó thì chúng ta thấy, và chúng ta cũng mở mang cái trí tuệ thêm nữa, chúng ta thấy Đức Phật nói rằng cái sắc uẩn là như vậy. Hễ có sắc uẩn thì có ăn uống ngủ nghỉ tắm rửa giặt giũ, chứ không thể nào không có. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật này dạy nghĩa là chúng ta nhàm chán cái nhân để đưa đến cái quả này, chứ không phải là nhàm chán cái quả. Chúng ta không nhàm chán cái quả, mà chúng ta nhàm chán cái nhân, cái nghĩa là cái nhân tham ái đưa đến sự tái sanh. Như vậy thì một cái người mà tích cực á, là họ nhàm chán cái nhân,
họ sống nhưng mà họ không có gì ăn uống mà làm tội lỗi. Nên thường thường quý vị thấy đối với người cư sĩ Đức Phật cũng dạy rất rõ ràng, cái người ăn uống không làm tội lỗi là không làm năm cái nghề, không nên làm năm cái nghề như là nghề đồ tể, buôn bán vũ khí, buôn bán chất độc, buôn bán người, buôn bán rượu. Nếu mà làm cái nghề đó, mình làm ở đó thì khổ nhiều hơn vui, nên mình không làm cái nghề đó. Như vậy rõ ràng là chúng ta thấy Đức Phật này dạy chúng ta đó là nhàm chán cái nhân chứ không phải nhàm chán cái quả. Và chúng ta có cái thân á, chúng ta vẫn, Đức Phật này vẫn dạy chúng ta thọ hưởng những cái cảm thọ lạc thọ hợp pháp á. Ví dụ chúng ta có phước, chúng ta có đồ ăn ngon, chúng ta có áo quần mặc đẹp, chúng ta có ngôi nhà kín đáo chúng ta ở, hoặc chúng ta thậm chí chúng ta có cung điện ở, thì chúng ta hiểu rằng cái này là cái phước báo do cúng dường tam bảo mà mình có được cái này. Chứ mình không có tự cao tự đại, quý vị. Mình không có tự cao tự đại. Mình không có tự cao tự đại là mình giàu quá, nhà mình đẹp quá, nhà mình cao quá, nhà mình đồ xài cái gì cũng xịn hết. Không phải vậy. Mà mình hiểu rằng do cái phước báo công đức nên mình cũng sanh làm người. Nhưng mà cái điều kiện thuận lợi nó đến với mình. Công ăn, việc làm, rồi mình có ịnh quản, mình có thông minh. Mình làm việc gì nó cũng không có đổ vỡ. Thì cái đó là cái đời trước của mình đã tạo những cái nhân bây giờ để cho ra cái quả là mình tái sanh làm người tam nhân, rồi mình có chánh niệm tỉnh giác, mình làm cái gì cũng vừa lòng vừa thích hợp nên ai cũng ưa thích mình, và mình làm những cái nghề nghiệp nhẹ nhàng mà ra tiền nhiều. Thì nếu chúng ta hiểu như vậy, chúng ta mới thấy rằng là chúng ta hiểu và chúng ta dù chúng ta có những cái gì hợp pháp chúng ta cũng không có tự kiêu tự đại, và chúng ta hiểu rằng mình để làm gì, mình có của cải để làm gì, để bố thí cúng dường, để xả ly tham ái. Còn nếu không thì tham ái càng nhiều hơn nữa. Nên quý vị thấy nhiều khi đó, đời sống những người giàu sang họ có nhiều vợ, nhiều tài sản, rồi nhiều giày dép, thậm chí nhiều áo dài, rồi nhiều guốc giày, nhiều dây chuyền cà rá, nhiều nón mũ, có nhiều càng nhiều nữa. Thì quý vị họ càng nhiều là đúng là họ có phước, nhưng họ càng nhiều đó thì họ lại càng tham ái nhiều. Chúng ta phải nhớ vậy đó. Nếu mà họ không khéo đó, thì bởi vì Đức Phật mới dạy là người đó là từ bóng sáng đi vào bóng tối, là người sanh ra đời mà họ giàu sang trai đẹp gái, nhưng mà họ ngược lại họ thụ hưởng những cái tham ái, họ tạo những cái tội lỗi, nên họ từ bóng sáng đi vào bóng tối. Còn những người từ bóng sáng đi ra bóng sáng là người đó sanh ra làm người đẹp trai đẹp gái, giàu sang, rồi của cải tiền bạc tôi trai tới gái, nhưng mà người để sống theo pháp, để biết bố thí cúng dường, biết làm những cái thiện nghiệp công đức, biết hộ trì tam bảo, thì Đức Phật gọi là người từ bóng sáng tới bóng sáng. Như vậy rõ ràng chúng ta thấy Đức Phật ngày nói một cái người suy xét như vậy, chúng ta không trở thành người nhàm chán tiêu cực mà chúng ta tích cực. Chúng ta thấy rõ như là lời Đức Phật dạy chứ không có mơ hồ. Chúng ta có nhưng mà chúng ta không có kiêu mạn. Chúng ta có mà chúng ta biết xem sẻ. Nên bây giờ người ta đánh giá người Ấn Độ, người ta không biết người Ấn Độ nên nói họ giàu hay nghèo. Tại vì người Ấn Độ quý vị biết, có nhiều người có vàng kinh khủng lắm. Chúng ta thấy như ngày Rắc Thá Ba Lá, ngày sanh Ấn Độ mà ngày có mấy đống vàng, đống bự không. Bây giờ bên Ấn Độ người ta cũng nói mấy cái người giàu đó họ có nhiều vàng lắm quý vị. Vàng rất là nhiều. Rồi có nhiều người họ không có gì á, không có đến nỗi cái nhà họ không có nữa. Cái liều họ không có, họ ngủ trong bồ đề đầu tràng, họ che lên họ ngủ vậy thôi, chứ không có cái không có nhà nữa quý vị. Nên á, bây giờ cả thế giới họ cũng không hiểu người Ấn Độ nên nói họ là giàu hay nghèo. Tại vì có nhiều người họ giàu kinh khủng lắm, nhưng mà có nhiều người họ nghèo rớt bụng tơi, nghĩa là nghèo không có cái gì hết. Như vậy thì rõ ràng nếu mà chúng ta so sánh như vậy, chúng ta thấy không phải là Ấn giáo cho người giàu người nghèo, tại vì tất cả những người đều là Ấn giáo hết. Trước đó họ có Phật giáo, nhưng Phật giáo mất, bây giờ phục hưng lại Phật giáo. Nhưng mà họ thật sự đó, con người chúng ta là có một cái yếu điểm là gì? Chúng ta thích cầu nguyện lắm. Chúng ta cầu nguyện chúng ta được đó. Nên bây giờ quý vị thấy những người thi cứu đó, họ đi cầu nguyện họ thấy họ được, nhưng mà thật sự là không phải họ được. Họ sanh ra một cái vùng đất không có lũ lụt, không có sóng thần, không có động đất, không có những cái điều mà chi phối tài sản của họ. Nên nhiều khi quý vị thấy mình sanh ra đời mà không có nước ngập lụt nè là nguyên nhân lấy tài sản của mình,
rồi không có bị lửa thiêu hủy tài sản của mình. Đó là hai cái điều mà mình có tài sản. Nhưng mà những người đó họ nghĩ rằng Chúa hay là ai đó cho họ, do họ cầu nguyện được, bây giờ họ tiếp tục cầu nguyện. Nhưng mà thật sự nó không phải, quý chị. Khi mình sanh ra, mình sanh ra ở đời đó, mình không có phước đó, thì tài sản mình bị nước trôi, lửa cháy, giật trộm cướp, nhà vô xung công, hoặc là ở trong nhà mình chồng con mình bệnh hoạn, nhà mình nó bệnh trước, bệnh sau, bệnh sớm, bệnh muộn, khi có tiền nó bệnh lớn, bệnh nhỏ vậy đó, nó phải bị tai nạn này, tai nạn kia, rồi bị vua chúa phạt dạ này kia nọ, bị này kia nọ. Nên nhiều khi quý vị nghe những câu chuyện kinh Pháp Cú đó, cái vị nó sanh trong cái làng nó bị phạt 7 lần luôn, bị vua phạt 7 lần, phạt hết lão cả làng luôn á. Vì do cái nghiệp của vị đó ảnh hưởng đến dân chúng trong cái thời, trong cái làng đó. Nó có những cái trường hợp như vậy. Nên chúng ta hiểu được những cái điều mà của cả tài sản của mình, nếu mình không có phước thì nước trôi lửa cháy, giặc trộm cướp, nhường vô xung công. Nhưng mà do mình có phước đời trước, mình đã làm những cái thiện nghiệp công đức nên mình không bị nước trôi, không bị lửa cháy, không bị giặc trộm cướp, không bị nhà vua xung công. Rồi gia đình mình á, mình có của cải tài sản, không có bệnh hoạn, không có làm cho tiêu tan tài sản, không có ăn chơi trác tán hư hỏng, nên cái tài sản của mình còn. Mình hiểu được như vậy thì nó sẽ rất là ổn cái gì. Như vậy thì trong cái câu hỏi của tỏ đó, trong cái câu thảo luận số 1 đó, nhàm chán tiêu cực á, là cái nhàm chán đó, đó là mình không muốn làm gì hết. Giống như bây giờ một số người đó, họ không muốn làm gì hết á. Họ ăn, họ hưởng như vậy đó. Thì họ, nếu mà họ lại giàu sang thì họ từ bóng sáng đi bóng. Nhưng mà nếu họ nghèo khổ là họ từ bóng tối đi bóng tối. Còn mình nhàm chán mà đúng đắn đó, mình nhàm chán cái nhân tham ái. Bây giờ mình có của, mình bố thí làm lành rồi mình tu tập. Nên mình là người từ bóng sáng đi bóng sáng. Rồi nếu mà sanh ra làm người nghèo khổ thì mình bố thí công của, mình làm những việc giữ giới này kia nọ, là mình cũng từ bóng tối đi ra bóng sáng. Như vậy là cái nhàm chán cũng là nhàm chán, nhưng mà nhàm chán cái khổ đau đúng theo nghĩa, theo lời dạy của Đức Phật nhân quả rõ ràng. Hoặc là nhàm chán mình hiểu rằng có cái thân này là có cái quả hiện tại, mà cái quả hiện tại do cái nhân hiện tại đưa đến cái quả tương lai. Thì ở trong cái câu thảo luận thì chúng ta xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin tưởng tỉnh thường tòa hỏi đẳng trở lại, nếu có gì cần nói thêm thì tỉnh thường tòa hỏi. Sa thú cái trường thì tôi pháp đăng nãy giờ rất là tội nghiệp thì tôi xuất tướng, vì hôm nay thì tòa rất là cố gắng để đi ra đi vào nhiều lần, và bây giờ thấy tòa đã cảm biết được rất là khoan hỷ. Bạch thì tôi từ siêu chúng ta là tiếp tục nói về cái chuyện mà yểm ly khổ hay là nhàm chán khổ hay là nhàm chán với năm uẩn. Đức Phật ngài dạy trong kinh Vô Ngã đó là cái bậc thánh đệ tử được nghe, cái vị đệ tử mà hữu học được nghe và thấy như thế rồi liền sanh tâm nhàm chán đối với các uẩn, do nhàm chán vì ly tham, do ly tham tâm được giải thoát. Bên thiền tòa từ siêu thì tòa Pháp Đăng cũng có nói về cái nhàm chán tiêu cực và nhàm chán tích cực đó. Thì tại sao có những cái nhàm chán đó mà khiến cho chúng ta tạo được cái sức bật, tạo được một lực đẩy khiến cho chúng ta đạt đến cái cảnh giới ly tham, nhưng mà có những cái nhàm chán nó chỉ là quanh quẩn thôi. Xin thiền tòa Quan Hỷ giải thích thêm về điểm này, kính thỉnh thiền tòa. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, hy vọng là trong khi mà trả lời câu thảo luận 2, chúng tôi sẽ không gặp trục trặc, không bị trục trặc như nãy đến giờ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái nhàm chán mà ở trong được cái tuệ tu tập đó, thì nhàm chán gọi là nibbana ñana, tức là tuệ chán mà nó dựa trên ba cái tùy tướng, tùy quán, ba tùy quán là vô thường, khổ đau, vô ngã. Nghĩa là cái sự nhàm chán mà nó có trí tuệ
thẩm sát. Thì cái sự nhàm chán đó là nó dẫn đến cái chỗ mà ly tham, vira là không có dính mắt. Còn cái sự nhàm chán của chúng sanh ở đời đó, cái sự nhàm chán đó do cái sự thất vọng bằng cái thứ phiền não. Chúng ta gọi cái từ nhàm chán, nhưng mà thực ra đó thì cái thái độ nhàm chán của họ là tại sao mà nó bị quanh quẩn, nó tiếp tục quanh quẩn, là bởi vì nhàm chán đó, cái sự nhàm chán đó bằng cái tâm thọ ưu, là cái tâm sân, cái tâm bất thiện, chứ không phải là nhàm chán bằng trí tuệ. Còn đối với một vị đệ tử của Đức Phật, một vị hành giả mà tu tập thiện quán vô thường, khổ đau vô ngã, cho đến một cái giai đoạn gọi là khởi sanh lên cái tuệ ý mô tuệ hay là nhàm chán, thì vị đó sau khi thấy rõ các hành, tức là các pháp hữu vi, nó là vô thường vì nó có tính chất không bền vững, nó có tính chất sanh diệt, đặc tính nó là sanh diệt, nó tạm bợ. Rồi cái gì vô thường, cái đó là khổ vì nó liên tục bị bức bách bởi cái sự tiến triển sanh và diệt vô thường. Vị đó thấy rõ như vậy. Rồi vị đó thấy rõ vì rằng cái gì vô thường, khổ và diễn tiến không theo cái sự sắp đặt, cái sự áp đặt của một quyền năng nào đó, thì như vậy gọi là vô ngã. Do thấy rõ ba cái pháp tùy quán, thấy rõ đặc tính của pháp hữu vi như vậy đó, cho nên vị này khởi lên cái sự nhàm chán. Nhưng cái sự nhàm chán nó không phải dừng lại ở đây, vì rằng có trí tuệ nó can thiệp, cho nên cái trí tuệ đó nó sẽ tìm cách thoát. Và trước nhất là có cái sự nhàm chán đó mới nghĩ đến cái chuyện là làm sao để thoát khỏi các cái pháp hành này, các cái pháp hữu vi này. Thế cho nên trước tiên là vị đó đi đến cái trạng thái gọi là không nhiễm đắm, không có sai đắm. Cho nên ở đây đó, cái sự nhãn, cái sự ngao ngán, nó là một trong những trong 16 cái tuệ minh sát. Và trong cái tuệ minh sát này thì chúng ta sẽ thấy rất rõ về cái trạng thái và nhàm chán để đưa đến sự ly tham đưa đến sự giải thoát. Còn như nhàm chán của kẻ thường tình ở bên ngoài đó, thì họ nhàm chán theo cái kiểu bi quan, nghĩa là không có lối thoát, tuyệt vọng, thất vọng. Mặc dù chúng ta cũng gọi cái từ gọi là nhàm chán, nhưng mà giữa cái vị hành giả nhàm chán pháp hữu vi để mưu cầu giải thoát nó khác. Còn cái sự nhàm chán vì đã mất đi những cái mà họ cần phải có, thì hai cái sự nhàm chán nó khác nhau. Cho nên ở đây thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị cái câu hỏi thảo luận số 2 mà Thượng Tọa Giá Đẳng vừa nêu. Tại sao có những vị do nhàm chán hay ly tham tâm được giải thoát, trong khi phần đông chán nản rồi tiếp tục quẩn quanh? Lý do
như chúng tôi vừa trình bày quý vị khi nãy, chúng ta hãy nghe và suy nghiệm kỹ cái vấn đề đó. Xin kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại Nam Mô Bụt Thầy. Bất thiện tội từ siêu nhân đường truyền của thượng tọa còn tốt, xin thỉnh thượng tọa trả lời thêm một câu nữa là chúng ta thấy cần có nhiều trường hợp đó, mình quán tưởng về bất tịnh, quán tưởng về sự khổ đó, nó rất lợi cho sự tu tập. Nhưng mà có nhiều trường hợp đó mà một người tu tập mà giữ được cái tâm an lạc, giữ được tâm hoan hỷ, nó lại tốt cho cái sự tinh tấn của mình. Thì trong hai trường hợp đó thì thượng tọa cũng khuyên là trong cuộc tu đó, thì chúng ta nên sống an lạc, chúng ta nên sống bằng sự phấn khởi hoan hỷ, hay là chúng ta nên sống bằng cái sự yểm ly, sự nhàm chán khi mà chúng ta quán về sự bất tịnh, về sự vô thực. Xin kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ trở lại. Kính thưa quý vị, tất nhiên là cái mục tiêu của chúng ta tu tập là chúng ta tìm đến cái sự an vui. Nhưng mà đối một cách suông như vậy đó, có những người họ lại nghĩ rằng nếu mà tu tập một quán vô thường khổ đau vô ngã, làm cho cái tâm sau khi mà thấy rõ được cái pháp hữu vi nó có đặc tính như thế, thì nó bị dao động bởi cái tâm lý, là vì đó sau khi thấy được cái vô thường khổ đau vô ngã, thấy cái sự sanh diệt, thấy lên cái sự hoại tán của pháp hữu vi, rồi bắt đầu thấy về nhà nát, là thấy các pháp hữu vi đáng sợ, rồi mới đi đến cái chỗ đi đâu quá nhà nát, tức là thấy cái sự nguy hiểm, thấy sự nguy hại của pháp hữu vi. Rồi từ sự nguy hại đó mới là khởi lên Niết Đa Nha Ná, tức là khởi lên cái tâm nhàm chán ý bố pháp hữu vi. Rồi khi mà nhàm chán ý bố thì mới sanh ra cái tuệ gọi là môi chi túc Nha Ná, là dục thoát tuệ. Nhưng mà quý vị chú ý như thế này nè, một người mà muốn đạt đến cái nội công thượng thừa đó, không phải là đi vào rồi đi tới đi lui cho nó thông thả, nó thoải mái rồi đạt đến cái nội công thượng thừa được đâu. Người ta phải luyện tập, người ta phải khổ luyện ghê gớm lắm kìa. Qua cái thời gian khổ luyện đó thì người ta mới đạt đến cái trạng thái an nhiên tự tại mà nội công thâm hậu. Cũng vậy, khi mà chúng ta vào tu tập đó, mà chưa chi cả, chúng ta nghĩ rằng là hãy giữ cho tâm an vui, chúng ta cứ không dám suy quán về vô thường khổ đau vô ngã bất tịnh, rồi chúng ta cứ suy nghĩ cái chuyện vui, chẳng hạn như là cái chuyện đi làm phước, vân vân. Chúng ta mặc dù thấy vui đó đó, nhưng mà ngàn đời là chúng ta không bao giờ chúng ta giải thoát được tội, không bao giờ chúng ta có nội công thâm hậu, có tiểu quán thâm sâu được. Là bởi tại sao? Là tại vì chúng ta chưa có trải qua khổ luyện. Ở đây chúng ta tu tập về tùy quán vô thường khổ não vô ngã, nó có hai giai đoạn. Chúng ta phải khổ luyện qua cái giai đoạn thứ nhất, tức là bắt đầu từ Sammasana Ñāṇa, tức là thẩm sát tâm tướng, cái tuệ thẩm sát tướng. Rồi bắt đầu chúng ta tiến đến cái sanh diệt tuệ. Rồi chúng ta đi đến cái diệt một tuệ, phần cái Ñāṇa.
rồi trải qua những cái tuệ kế tiếp như chúng tôi đã vừa trình bày với quý vị, là bắt đầu lo sợ, rồi thấy cái sự nguy hiểm, rồi nhàm chán, rồi mới dục thoát, muốn thoát khỏi đó. Nhưng mà cho đến cái Patisankha Ñana, tức là giảng trạch tuệ, tức là hồi quán trở lại cũng tâm trước, nhưng mà hãy qua giai đoạn kia rồi đó, thì đến cái giai đoạn này quán lại tâm tướng, nhưng mà lần này quán tâm tướng không còn cảm thấy khổ nữa, không còn cảm thấy chán nữa. Quán như vậy đó thì bắt đầu vị đó đã thuần thục, bắt đầu vị đó tâm vững dưng, cái tâm vững dưng gọi là Sankharupekha Ñana, tức là hành xả tuệ. Rồi hành xả tuệ xong rồi đến thuận thứ tuệ, đến vô trắc phu, tức là chuyển tập tuệ rồi chứng đạo chứng quả, thì bắt đầu quán tâm tướng đó, hai giai đoạn. Cái giai đoạn thẩm sát thì phải qua đã chật chật, cũng như thưa quý vị, khi mà chúng ta uống thuốc trị bệnh vậy, hồi mình bệnh nhiều đó, uống thuốc cái trong một tháng đầu hay trong tuần lễ đầu đó, thì bác sĩ dặn trong thời gian này là uống thuốc để phá, cho nên là uống thuốc rồi nó vật giả ghê lắm thưa quý vị. Nhưng mà qua hết cái thời gian vật giả rồi đó, thì lúc bây giờ tiếp tục kiên trì uống thuốc đó để mà củng cố, lúc đó bắt đầu cái sức khỏe nó phục hồi dần dần đi đến hết bệnh, nó khỏe. Còn hễ lúc đầu mình sợ uống thuốc, sợ nghe nó uống thuốc, uống vô nó giật giá, nó có tác dụng phụ, mình sợ quá không dám, thì như vậy bao giờ chúng ta hết bệnh. Cũng như bây giờ chúng ta muốn ngừa Covid, chúng ta phải chích vaccine. Nhưng mà chích vaccine thì cái giai đoạn đầu có nhiều người đó, thì họ bị hành hạ ghê gớm lắm, nhưng mà sau chịu đựng vượt qua được cái sự vật vã khổ sở như vậy đó, nóng sốt hay là đau nhức vân vân, mệt mỏi uể oải buồn nôn, qua cái giai đoạn đó rồi đó, thì lúc sau này chúng ta mới bắt đầu miễn nhiễm, chúng ta bắt đầu miễn nhiễm là chúng ta sống an nhiên tự tại. Nhưng bây giờ ai chích thuốc cường, chích vaccine qua rồi đó, thì bây giờ mới bị đi tới lui thoải mái rồi. Cho nên ở đây đó, chúng ta nhớ khi mà chúng ta tu tập đó, nếu như mà nói tu tập vô bước đầu cực khổ thì Phật tử không ai dám tu hết á. Thành thử ra mới xoa dịu nói họ là cái niềm tin bố thí giữ giới, hay là tụng kinh niệm Phật, nó sẽ làm cho tâm chúng ta được an lạc, thì chưa chi cả là chúng ta đã có cái cảm giác an lạc, thế là chúng ta mới bắt đầu duy trì được niềm tin đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ để cái sự an lạc ở trong thiện pháp đó nó kéo dài hoài như vậy đó, giống như khi mà chúng ta sợ uống thuốc đắng thì chúng ta cứ vô bác sĩ cứ cho uống thuốc bột đường riết, chúng ta uống vậy riết thời gian thì ngày nào uống cũng khỏe thưa quý vị, uống dễ uống mà, không có cái gì trở ngại. Nhưng mà bệnh nó không có hết. Khi chúng ta muốn chấm dứt sanh tử luân hồi đó, thì chúng ta chịu khó cái giai đoạn đầu là chúng ta phải khổ luyện đó, chúng ta phải khổ luyện tu tập tâm tướng, tùy quán tâm tướng. Rồi mặc dù chúng ta trải qua một cái thời gian, cái giai đoạn mà tâm sinh lý chúng ta nó hơi bị xáo trộn chút xíu, nó có thể là sợ hãi, buồn nản, rồi thấy sự nguy hiểm, phập phồng vân vân. Nhưng mà sau khi chúng ta vững tâm kiên trì thì chúng ta vượt qua được, thì lúc đó về sau này chúng ta an lạc là an lạc thật sự. Còn cái an lạc lúc đầu của chúng ta bây giờ là cái sự an lạc đó, nó là một cái tự kỷ ấm thị, một cái giả tạo ở bên ngoài. Tại sao vậy? Bây giờ Phật tử chúng ta cứ tự hỏi nè, chúng ta nói là chúng ta
biết Phật pháp rồi chúng ta đi vào chùa mỗi đêm nghe pháp bị cái cảm thấy an lạc. Nhưng mà quý vị chịu khó kiểm chứng lại, nếu mà cái phiền não tham si ly nó vẫn còn ngủ ngầm ở trong nội tâm thì quý vị nên nhớ là chúng ta khổ đau không biết giờ phút nào nghĩ lên. Cho nên chúng ta chịu khó chút xíu, chứ đừng có ham cái sự an lạc nhiều quá, nó không tốt đâu thưa quý vị. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng như vậy. Bây giờ xin thỉnh Thượng Tọa trở lại Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú và Thượng Tọa Thầy Siêu, trước khi Thượng Tọa rời rung, thỉnh Thượng Tọa Hoan Hỷ nói một vài câu thôi, ngắn thôi. Ở trong kinh Ratthana Sutta đó, thì Đức Phật Ngài có đề cập đến một trong những đặc tính rất là cao quý, có bảo là pháp là đạo ly tham. Dạ, pháp đạo ly tham. Và cái sự ly tham xả ly đó, nó trở thành một cái một điều gì mà Đức Phật nhấn mạnh như là một cái bản sắc rất là vi diệu đặc biệt của chánh pháp. Thì tại sao có nhiều người nói ly tham đâu có gì đâu, ly tham ly sân ly si giống nhau thôi, việc trận vô minh quan trọng chứ ly tham mà tại sao có gì quan trọng trên chỗ đó. Thì Tọa có thể cho một vài câu giải thích ngắn gọn khi chúng ta kết thúc được không? Kính thưa Tọa. Ở đây thưa quý vị, trong cái từ Phật học của chúng ta có thể bị hiểu lầm. Là bởi vì cái danh từ mà gọi là viraga, nếu mà chúng ta phân tích cái thành phần cấu tạo thì chúng ta thấy rõ ràng ở đó cũng có là ly tham. Nhưng mà thật sự chúng ta đọc ở trong tiểu bộ kinh có tập Suttanipata, ở trong đó chúng ta sẽ gặp một trường hợp là vigara lô phát vigara đồ sát viraga mô hát viraga. Như vậy trong trường hợp này có nghĩa là không phải là vô tham đối với tham, vô tham đối với sân, vô tham đối với si, phải vậy. Không phải ly tham đối với tham, ly tham đối với sân. Có trường hợp nào ly tham đối với sân đâu, nhưng mà tại vì Ngài dùng cái thành ngữ gọi là vừa ra trong trường hợp này có nghĩa là vô nhiễm, tức là chữ vi-ra-cha-ti có nghĩa là không bị nhiễm, không bị ô nhiễm, là không bị ô nhiễm bởi tham, không bị ô nhiễm bởi sân, không bị ô nhiễm bởi si. Cho nên cái niết bàn là viraga không có nghĩa là niết bàn là ly tham không, mà niết bàn là ly tham, ly sân, ly si luôn. Chữ ly đó đó là chúng ta phải xài cái chữ viraga. Cho nên khi mà chúng ta học những Phật học, những cái từ ngữ Phật học trong tiếng Pali đó thưa quý vị, thì chúng ta cũng cần chú ý, cần chú ý. Còn khi mà chúng ta học cái từ ngữ Phật học, chúng ta học Phật mà chúng ta học những cái từ ngữ bằng Hán Việt được dịch ra đó, thì trong trường hợp này có đôi khi ta bị lẫn quẩn, chúng ta không hiểu tại sao nó là như vậy. Khi nào mà học trong tương lai mà học tới bài kinh đó, hay là để chúng tôi tìm cái đoạn kinh đó, chúng tôi trích ra, chúng tôi cho quý vị thấy là cái chữ viraga lúc bây giờ không có nghĩa là ly tham nữa, mà viraga nó có nghĩa là cái sự vô nhiễm, hay là ly, hay là lìa, chỉ đơn giản lìa xa là ly, ly khai vậy thôi, chứ không phải là ly tham nữa. Cho nên cái chữ viraga mà chúng ta vội định nghĩa là ly tham ái là càng sai chết nữa, càng sai chết nữa thưa quý vị.
mặc dù chưa ra gác, đứng độc lập một mình thì nó là cái chữ tham, nó là cái sự ái tham đó. Nhưng mà thêm cái chữ viraga thì coi chừng cái chỗ đó là xài cái nghĩa đặc biệt khác đó thưa quý vị. Cho nên chúng tôi mới nói rằng lô phát viraga, đô sát viraga, mô hát viraga, ba cái từ đó, ba cái cụm từ để quý vị giải thích làm sao đây. Nếu như chúng ta cứ cư cư lấy viraga làm cái nghĩa, lấy cái nghĩa là ly tham, bởi vì lô pháp nó là tham rồi, đô sáng lại là sân, mô hát là si, không lẽ ly tham đối với tham, ly tham đối với sân, ly tham đối với si sao? Cho nên chỗ đó không phải là ly tham nữa, mà chúng ta gọi là vô nhiễm. Và thượng giáo chánh có đề nghị xài cái chữ viraga là vô nhiễm, chúng tôi thấy cũng hay thưa quý vị. Cái vô nhiễm nó xài được trong mọi trường hợp. Còn hãy chúng ta xài ly tham thì chúng ta chỉ một xài cái mỗi trường hợp. Nhưng mà chúng ta gặp cái hoàn cảnh này đối với sân, đối với si thì chúng ta lại khựng, là chúng ta khựng không biết phải giải quyết làm sao. Chúng tôi xin được trả lời một vài điều như thượng tọa giáo đẳng nói, trả lời vài điều trước khi rời room. Thì bây giờ thôi xin mời tất cả quý vị cùng rời room chơi vui. Đã hết giờ rồi, xin kính thỉnh thượng tọa giáo đẳng trở lại. Sa thú kính thỉnh thượng tọa tự siêu. Lâu lâu mới nghe thượng tọa nói là cùng nhau rời room cho vui. Xin được kết thúc chương trình sự vật hôm nay của room Phật pháp Buddha Dhamma. Kính trường chư tôn đức đã vào rừng để thuyết giảng đại lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy nhé. Nam mô Bụt Thầy dạ. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, hoan tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Chúng con kính chúc chư tôn đức quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện gần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, tầm thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Oh, God.
Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Buddha Tham Má xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Huỳnh.